Có nhiều khi đời này á, mình sanh làm một con người, nhưng mà có thể trên cơ thể mình có một chùm lông nào đó giống lông heo, lông khỉ từ nhỏ ra luôn. Cái đó là dư báo đời trước mình có thể là một một con vật đó, đời này mình tái sinh được làm người, nhưng cái dư báo nó còn. Pháp Hòa gặp có một cái người đó, cái dư báo họ còn á là cái miệng họ, xin lỗi đại chúng á, nó như con voi vậy đó. Ở trước này nó có một miếng thịt ra vậy nè, thì mỗi lần ăn là phải dở miếng thịt đó lên, đó là dư báo. Vậy thì trong chúng ta ngồi đây, chúng ta được nhận cái quả báo tốt, cho nên cái thân thể mình có thể 70%, 80%, nhưng chúng ta còn 10% của dư báo. Mà hơn nữa, nếu chúng ta không có nghiệp, chúng ta không có mặt ở cõi này, vì cõi này kết tinh có mặt bằng nghiệp lực. Còn các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền mà người ta xuất hiện đời này để độ sanh là các vị đó xuất hiện bằng nguyện lực. Còn mình là nghiệp lực. Nguyện lực là sao? Là do các ngài nguyện cho nên các ngài không khổ, cực mà không khổ. Còn mình là do nghiệp cho nên chuyện gì mình cũng rên hết á. Hỏi tới mình là rên nghèo, rên khổ, rên đủ kiểu hết á. Hỏi sanh ở đâu? Cuối cùng sanh ở Quảng Ninh hết. Người nào cũng nguyên lò than. Vì chúng ta nghiệp lực, mà cái lực là cái sức mạnh nó lôi mình. Thí dụ nè, cái người mà người ta bằng nguyện lực phải không, cái chuyện nó đến ta vẫn từ chối được, tại ta thấy được cái lý tưởng, cái nguyện của người ta. Còn mình là cuốn hút theo nghiệp. Nhiều khi mình thương cái người đó mình bất chấp, nhiều khi mình muốn được cái việc đó mình bất chấp. Quý vị thấy, ví dụ bây giờ con người mình có tham không? Có. Nhưng mà cái người tu á, ta tham đúng chuyện, tham đúng lúc, và thậm chí tham vừa chừng, và thậm chí không tham. Thôi, tham sao được mà tham. Còn chúng ta thì khác à. Chúng ta nhiều khi thích cái đó rồi, không có tiền cũng đi mượn mua nữa. Cái nghiệp nó lôi. Vì cái thích của mình mà mình không biết rằng mình không có khả năng. Cái việc đó của mình mà mình biết rằng mình với không tới, nhưng mình vẫn miễn cưỡng mình làm, vì lúc đó mê lầm nó che lấp và cái nghiệp nó lôi mình. Cho nên nghiệp thì hay nguyện nó đều có cái lực, cái sức mạnh của nó. Thầy trụ trì là vừa làm chùa vừa đi học, nhưng mà thầy đâu có khổ. Vì sao? Vì cái nguyện của thầy, cho nên nó có sức mạnh. Đi tới chùa kia mấy trăm cây, đi về chỗ này mấy trăm cây số, đi mấy tiếng đường xe, đi liên tục mà không có khổ. Tại vì cái nguyện của thầy nó có sức mạnh, nó đưa thầy vượt được. Còn mình á thì khác, mình không có nguyện, toàn nghiệp không à, sống theo nghiệp không à. Thích cái đó rồi 500 cây số cũng đi nữa. Mà không thích xác dách không thèm nhìn. Cái nghiệp, cái đó mình sống theo cái nghiệp. Cho nên á, nếu như trên đường tu tập của chúng ta, chúng ta thấy những cái khó khăn nó đến với mình, thì phải biết rằng cái này là cái nghiệp của mình, một phần quả báo mà chúng ta phải nhận. Để làm chi? Quán như vậy để làm gì? Để không hận thù cái chuyện đó, không ghét bỏ chuyện đó, mà nhẹ nhàng tiếp nhận lướt qua. Nếu như á, mình đi tìm toàn là người dễ thương không á, chắc không có ai hết trơn. Tại vì người nào á cũng có một phần dễ thương, mấy chục phần dễ ghét. Vậy mà thậm chí mình thương người đó quá, mình không nói trời dễ thương, nói trời dễ ghét, dễ sợ. Lúc thương quá thì mình nói là dễ ghét, mà lúc mà ghét thiệt cái bắt đầu nói ghét. Mà cái ghét mà bằng ghét mà thương á, cái âm điệu nó khác, cái con mắt nhìn nó khác, thậm chí cái tai nó khác, thấy không? Ghét dễ sợ mà còn dỗ một cái nữa. Hỏi làm gì? Đánh yêu. Làm gì? Mắng yêu. Còn nếu mà mình ghét thiệt, cái là cái răng mình nó nghiến lại, con mắt mình nó trợn lên, thái độ mình nó khác, nó có gia vị của nó hết á. Cho nên khi mình tu mà có trở ngại thì quán để vượt là gì? Báo oán. Pháp Hòa kể đại chúng nghe, có một vị thầy tu đó, thầy đi thuyết pháp xong thì cái cô đó cổ thương thầy quá, và cổ xin, bị cổ con của một vị quan, thì cổ xin cha của cô á, là lên điều đình với vị thầy đó, xin vị thầy đó ra đời để mà cưới cô.
Thì cái vị thầy này dứt khoát không. Thì cuối cùng á, cô này cổ ngồi trước cửa phòng của thầy, thì thầy này thấy không xong rồi, thì thầy mới lên núi thầy tu. Thì cô này quỳ khóc ở trước cửa khất á, là xin thầy hãy, bây giờ không cần nhìn mặt thầy luôn, chỉ cần thầy đưa cánh tay ra cửa cho cô cầm cánh tay thầy, để cô thỏa cái tình thương nhớ của cô. Thì cuối cùng á, thấy cái nghiệp lực này mình đã gieo nhiều đời rồi, cuối cùng thầy đưa cánh tay ra cho cô nắm. Sau khi cô nắm xong rồi á, thì thầy ở trong thất đó thầy tự thiêu. Vì thầy biết cái nghiệp, vị đó là một vị thầy, một vị thiền sư trong Phật giáo của chúng ta. Và vị thầy đó đã tự thiêu để giải cái oan nghiệp này, vì đời trước thầy đã từng phụ tình cô. Nhưng mà bây giờ cô sẽ trả thù bằng cách là làm cho thầy động tâm, không tu được. Cho nên có lần đó, ở Việt Nam mình nó có một vị thầy, thì thầy tu dưới quê, thầy học ở trên, xin lỗi, thầy học ở Sài Gòn á, thì sau này thầy mới đi về quê á. Mùa hè thầy về quê chùa cũ của thầy, thì bữa đó có một cô Phật tử cô tới chùa cô quỳ, cái cổ thúc thích cổ khóc sao đó. Thì thầy quét dọn chánh điện, thầy tới thầy hỏi thăm. Hỏi thăm thì hai bên hỏi thăm bình thường thôi, thì biết được cô này cổ buồn. Rồi thôi xong chuyện, khuyên lơn về thôi xong. Thầy trở về Sài Gòn thầy đi học. Tự nhiên bữa nọ đang ngồi học, chỉ có người vô báo nói thầy ơi, có bà con thầy tới kiếm. Cái ông thầy nói trời, tôi hồi nào giờ tôi đi học có bà con nào tới kiếm đâu. Nó không biết con cô đó, cổ nói cổ bà con của thầy. Thảy ra thì đúng cái cô mà khóc ở trong chùa mình ở dưới quê bữa hôm á. Hỏi sao cô tiếm tới đây. Cổ nói giờ con không có chỗ ở, giờ con tìm thầy để thầy giúp. Con không biết đâu, giờ con lên tới đây rồi, thầy phải lo cho con. Thì ông thầy ông chớ giới rồi. Thôi bây giờ mà trong Phật học viện mình đâu có giữ cổ được, cho phải đưa cổ ra. Đưa cổ ra ngoài cái thầy giúp á, bằng cách là đi mướn nhà cho cổ, rồi dẫn cổ đi chợ mua nồi mua gì đó. Cái đi về cái mệt cái cổ nấu cơm cho ăn. Nấu cơm cho ăn rồi cũng, rồi cái cổ cũng qua lại. Thì cuối cùng cái sao, thảy ra đời cưới cổ. Khi mà cưới cổ rồi sanh được một đứa con. Sanh đứa con bây giờ thầy tu từ nhỏ tới lớn mà đang học nữa, đâu có biết gì đâu. Cuối cùng đi đạp xe đạp ôm nuôi vợ nuôi con. Ông thầy ông buồn lắm, tại vì có người đệ tử duy nhất mà giờ đệ tử mình ra đời. Thì thôi thầy nói nghiệp con thì con chịu thôi, giờ thầy cũng hết cách. Thôi thì con đi thì con cứ đi, nhưng mà con nhớ là cửa chùa lúc nào cũng mở rộng đón con về. Nhưng mà khi mà thấy ẩm đứa con vô chùa thăm sư ông rồi thì ông thầy ổng càng buồn hơn nữa. Ổng nói tưởng đâu nó single one by one thì mình còn có ngày lấy lại nó, chứ còn giờ nó nhơn ra nữa rồi thì coi bộ không xong rồi. Thì quý vị biết có một ngày nọ, thầy đi đạp xe đạp ôm đi làm, cô này ở nhà để lại đứa con và đi đâu mất tích, không ai tìm cô này ra được. Lúc này đi về kiếm khắp nơi kiếm không ra. Thì cuối cùng ông thầy thấy đệ tử mình khổ quá, vừa lo đứa con vừa cực khổ đời sống. Thì cuối cùng dẫn người, kêu người đệ tử đó về, người sư phụ chấp nhận nuôi đứa con của đệ tử mình, rồi nuôi đứa đệ tử mình luôn, coi như cho cha con ở chùa nó làm lại cuộc đời. Thì cuối cùng ông phải ngâm bài thơ của Huy Cận: vai đây con hãy tựa đầu, cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thì quý vị biết đó là một câu chuyện thật. Nhưng mà tại sao? Vì có thể đời trước thầy đã từng lường gạt cái tình cảm của người đó, hoặc là thầy chưa trọn, thầy quýt, thầy quýt tình đấy. Cho nên cô này đời này cũng làm cho thầy phải xính dính một phen, rồi cuối cùng cổ mất tích. Phải không? Cho nên khi thầy hiểu được cái đó, thầy không có khổ, thầy không có trách, thầy không có cho cô đó là một cái người bội ơn bạc tình gì cả, mà thầy chấp nhận được mọi việc nó đến với thầy.
Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, dù đời sống đời hay đời sống đạo, có những vị làm đạo rất dễ dàng, có những người làm đạo rất khó khăn, có những người tiếp độ chúng sanh dễ, có những người nói chuyện với chúng sanh rất khó. Như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả đều có cái ân oán với nhau. Thời Đức Phật á, có một bà nhà giàu lắm, mà cái bà này đặc biệt là chồng cúng chùa nhiều chừng nào thì bà lại keo chừng nấy. Đến nỗi ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngay cả Đức Phật bà không phục tùng ai, bà không cúng dường ai hết. Thậm chí mà ngày Mục Kiền Liên á, dùng thần thông á, hất cái nhà của bà lật ngược lại, rồi nó quay vòng vòng muốn sập vậy. Cái bà sợ nhà sập, cái bà nói tôn giả ngừng tay, tôi xin cúng dường quy y Tam Bảo. Mà hễ cái nhà mà ngừng lại trở lại, bà nói thôi tôi đổi ý rồi. Là cứ bao nhiêu lần như vậy mà cuối cùng quý vị biết không, một hôm nọ đi khất thực, bà đứng ở bên đường bà nhìn, bà khinh chê. Vậy mà đi khi bà nhìn tới ngài La Hầu La thì bà lại phát tâm cúng dường cho ngài La Hầu La. Thì cái chuyện này đến Đức Phật, Đức Phật nói đâu có gì lạ đâu, duyên thôi. Đời trước họ là thầy trò với nhau, cho nên đời này họ gặp nhau họ cảm mến dễ dàng. Cho nên đời này mình gặp một vị thầy, mình cảm mến, mình học theo, mình đi theo, mình hành đạo, mình tiếp tục. Đó là cái duyên thầy trò nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải bình thường. Nhưng mà nhớ duyên này duyên lành rồi thì chúng ta phải tưới tẩm cho duyên lành này tăng thượng. Cũng như chúng ta được cái trong cái nghiệp đời sống con người khổ, nhưng so với muôn ngàn người khổ, chúng ta ở đây chúng ta khá hơn nhiều ạ. Phải vậy không? Mình cũng khổ vậy, nhưng mà so cái khổ của mình và khổ những người ở quốc độ nghèo túng hơn, mình đỡ hơn, cho mình chưa đến nỗi. Thì phải quán tất cả mọi người xung quanh mình, và phải thấy rằng người nào đến đây làm khổ mình phải có duyên do hết. Để chi? Ngay đời này chúng ta giảm hận thù, giảm hận thù, giảm ganh ghét, mà để chúng ta chấp nhận, ôm ấp và lấy cái lòng từ bi, lấy cái tâm vị tha đó, mình chuyển hóa cái nghiệp lực giữa mình với họ. Vì lúc nào cũng phải nhớ thêm bạn bớt thù, thêm người thù không bao giờ có lợi. Thậm chí bây giờ, thậm chí mình tự cao chút đi, mình nói tôi là chán kiểu, dạy gì đi chọi với chán đá. Thậm chí mình nói tôi là một cái trứng mỏng đẹp, dạy gì đi luyện với cục gạch. Thí dụ mình có tự cao đến mức là mình cho mình là một chán kiểu đi, thì tại sao mình lại đi chọi với chán đá? Cho nên lúc nào cũng thêm bạn bớt thù. Đó là thứ nhất. Ngày khi chúng ta nhập vào con đường tu sẽ gặp trở ngại, thì gặp trường hợp trở ngại thì chúng ta phải quán rằng cái đó gọi là báo oán. Tất cả những cái oán trách nó trở về đây, mình phải gặp cái đó. Cái chữ báo này là gì? Là quả báo, là cái kết tinh, cái kết quả đến đây nó làm khổ mình. Điều thứ hai, tùy duyên. Muốn tu dễ, muốn sống an vui, phải có cái tâm tùy duyên. Mà mình tùy duyên là gì? Không phải chuyện gì cũng tùy, mà trước hết tạo duyên, tích duyên, kết duyên. Duyên là gì? Là điều kiện. Duyên là điều kiện. Mà chúng ta muốn điều kiện tốt, chúng ta phải tạo. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa sang Nhật, trước khi đi thầy trụ trì không hay. Sang tới đây rồi thầy trụ trì mới biết. Rồi thầy dò la sao thầy biết, thầy liên lạc được với Pháp Hòa. Vậy thì thầy tạo duyên. Rồi tâm Pháp Hòa cũng muốn kết duyên. Thầy là người tạo duyên, Pháp Hòa là người muốn kết duyên. Cho nên hôm nay chúng ta mới đủ duyên. Nếu thầy muốn tạo duyên mà Pháp Hòa cắt duyên, phải không? Thì hôm nay chúng ta vô duyên. Vậy thì thưa đại chúng, duyên là điều kiện. Mà đã tạo điều kiện rồi cũng sợ duyên nó bị lừng khừng nữa, đi sớm một chút. Tại vì ở Nhật là kẹt xe, rồi hôm nay lễ gì đó, cho nên Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ nếu Pháp Hòa đi với đoàn mà lỡ mà chương trình tới trễ, là mà sáng hôm nay là thời gian rất là ít, nếu mà tới trễ rồi là giảng xong là phải lật đật đi nữa thì khổ lắm, cực nữa. Thôi thì xin phép đoàn Pháp Hòa đi sớm chút, nhờ Phật tử chở lên sớm chút. Thà là mình đi sớm để mình sinh hoạt được gì đó,
rồi mình không có bị gián đoạn cái duyên, vì duyên đó nó ít rồi. Cho nên đời này là làm sao để mình thương nhau được. Đề Pháp Hòa chỉ cái cách Pháp Hòa sống đó. Lúc nào Pháp Hòa cũng nghĩ á, duyên của mình ngắn lắm, cái duyên của mình ngắn lắm, cho nên thôi gặp được nhau nhiêu á, giảm cái ghét, để chi lỡ hết duyên gặp nhau nữa rồi không hối hận. Chứ bây giờ Pháp Hòa với đại chúng ngồi đây, ví dụ như có những cụ năm nay 80-90 ngồi đây, chắc gì mình gặp lại được vị đó. Thưa đại chúng, vừa rồi Pháp Hòa gặp một bà cụ với một ông cụ tới nắm tay Pháp Hòa mà mừng thiệt là mừng luôn. Xong nói vậy nè, gặp thầy lần này đâu có biết gặp được không, tại vì năm nay 80 hết rồi. Thí dụ giờ năm tới, 2 năm nữa, 3 năm nữa thầy qua, biết tụi này sống nổi không mà chờ thầy. Thấy không? Còn một ông cụ năm nay 90 mấy tuổi nói, trời ơi tôi chờ thầy 90 mấy năm rồi. Nghe đứt ruột vậy đó. Để cái tâm của mình nó nhẹ nhàng á, nếu đó là một duyên lành, chúng ta đừng nên từ chối. Duyên lành mà. Ví dụ như ta rủ mình đi chùa là một duyên lành, ta rủ mình làm thiện là duyên lành. Nhưng mà nếu mình từ chối cái duyên đó hoài thì duyên nó không tới nữa. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bạn mình rủ mình đi chùa, rủ 5 lần mình không đi, người ta rủ nữa không? Không. Nhưng mà ngược lại, nếu bạn rủ mình đi nhậu 5 lần mình không đi, ta rủ nữa không? Cũng không. Đó là do mình. Nếu mình thấy đó là duyên xấu, mình từ chối 5 lần 7 lượt, cuối cùng người ta sẽ cắt duyên với mình, vì người ta biết rủ riết không đi thì mình ta muốn kết mà mình muốn, không thì không có kết được. Nhưng mà ngược lại, nếu điều lành mà mình cứ từ chối hoài, tự mình cắt điều đó thì người ta cũng sẽ không tìm tới mình nữa. Thế thôi. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn, cái nhập lý cho thấu đáo rồi thì việc gì nó đến chúng ta hiểu. Chúng ta không tự tiện dùng cái chữ tùy duyên. Chuyện gì thôi tùy duyên đi. Thí dụ thầy trì nói, thầy Pháp Hòa ơi, tôi mời thầy tới nói chuyện Phật tử, tùy duyên nghe thầy. Không biết gì đâu sắp xếp. Không biết gì hết rồi sao sắp xếp. Dạ xin hứa tới ngày đó giờ đó. Thì mình đã đưa cái duyên rồi, thì bây giờ thầy ở đây phải sắp xếp cái duyên để mọi việc nó đủ duyên. Rồi Pháp Hòa cũng phải kết hợp, vì Pháp Hòa sợ trễ cho nên Pháp Hòa đi sớm một chút để mọi việc nó được luân lưu tốt đẹp. Vì vậy cho nên sáng hôm nay chúng ta đủ duyên và duyên này được tốt. Còn ví dụ bây giờ đã thông báo rộng ra rồi mà tưởng sao tới đây có 10 người à, cái thì lúc đó phải tùy duyên, tạo duyên rồi mà giờ thông báo rộng rãi rồi mà 10 người tới thì phải tùy, lúc đó trường hợp đó mới tùy duyên á. Chứ không phải rồi mình tự nhiên mình nói chữ tùy duyên mà mình không hiểu lúc nào mới tùy duyên. Rồi Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đói bụng quá mà trong xe không có gì ăn hết ngoài một cái hộp bánh đó. Đó, mình đói bụng mình tìm cái này kia ăn gì không có. Đây tùy duyên nè, ăn tạm gì đỡ đói, lát ăn chín. Trong cuộc sống chúng ta tùy duyên là vậy. Cho nên người mà người ta nhập được cái lý rồi đó, người ta sống nhẹ nhàng lắm, sống không có ràng buộc, không có gò bó, nhưng không có phóng túng ạ. Không có phóng túng. Sống tùy duyên mà không phóng túng. Bởi vì sao? Tùy duyên nhưng mà bất biến. Bất biến là gì? Không thay đổi. Đó, mình qua đây mặc dù mình có thể hội nhập được tất cả mọi cái truyền thống, thậm chí người Nhật người ta không ăn Tết ta, nhưng mà người Việt mình ăn Tết ta không? Vẫn ăn chứ. Được ăn sao không ăn? Mà ở đây sướng nữa, ăn Noel, ăn Tết Tây, ăn luôn cả Tết ta, rồi cái giữa năm ăn Tết Đoan Ngọ đó, rồi cái gần cuối năm ăn Tết Trung Thu, một năm ăn mấy cái Tết không? Thành thử ra chúng ta ở đây chúng ta tùy duyên nhưng mà bất biến. Người ta tổ chức lễ đầu năm Tết Tây mình vẫn tùy duyên, nhưng cũng không quên cái Tết dân tộc của mình, đó là Tết ta. Chúng ta bất biến, chúng ta không rà, không ồn ào bên ngoài, nhưng ở trong nội viện của chúng ta, gia đình chúng ta vẫn có cây mai, cây đào, cho dù là đồ giả, thấy không? Vẫn có đòn bánh tét, vẫn có cái gì đó, không khí của ngày Tết. Được
Cái thứ hai là phải không? Báo oán tùy duyên. Rồi cái thứ ba là gì? Vô sở cầu. Vô sở cầu là gì? Không nghĩa là không có nghĩa là mình không cầu gì. Mình cầu nhưng mà không có dính. Thưa đại chúng, cuộc đời này có hai thứ, một là ước, hai là nguyện. Thí dụ này, tôi ước trúng số. Chứ không ai nguyện trúng số à nha, ước thôi. Tại sao ước? Được không được thì thôi. Cái ước là đơn giản lắm, tôi thích vậy, tôi ước vậy đó, nhưng mà không được thôi à. Không có khổ. Nhưng mà tu là không có ước, tu là phải nguyện. Tại vì nguyện là nó đi từ ở trong lòng mình nó đi ra, và chính cái nguyện này nó làm cho mình thăng tiến. Thí dụ này tôi nguyện ăn chay. Nguyện cho nên mỗi tháng ăn 2 ngày. Nên tôi ước ăn chay. Ước ăn chay cho nên giờ trên bàn tôi có dĩa thịt với dĩa đậu hũ, tôi ước thôi mà. Nhưng mà giờ có dĩa thịt thôi, để tôi ăn dĩa này trước. Thật ra cái ước là cái điều mong mỏi của mình, nhưng mà được không được thì thôi. Chứ vô sở cầu là gì? Mình cũng mong điều đó, nhưng mà được không được chúng ta tùy duyên. Tại hồi nãy mình tùy duyên rồi, mình tùy duyên rồi, mà không được nữa thì thôi. Có một cô Phật tử á, hôm qua viết cho Hoàng một lá thơ dài 4 trang giấy. Thì cô mới kể là cô tạo hết mọi duyên, sắp xếp rất là nhiều thứ, cuối cùng biết sao, tới ngày đi gặp Pháp Hòa bị bệnh. Thì cái thơ đó cô viết cho Hoàng là cô kể những quá trình mong mỏi của cô, những quá trình cô sắp xếp, nhưng mà cuối cùng cảm bệnh không đi được. Đấy, cuối cùng cô kết luận câu con tùy duyên. Vì con đã tạo hết các duyên rồi. Phải không? Cho nên chữ tùy duyên, và chúng ta kế đến là chúng ta mong mỏi nhưng điều đó không được, không có khổ. Mình không gặp được thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà đã từng gặp thầy ở trong băng dĩa, trong những bài giảng. Và thưa đại chúng, ngày hôm nay mình gặp nhau để làm vui cho nhau, kết duyên với nhau ở cái hiện hữu này. Nhưng mà thật sự cái quan trọng nhất là quý vị tiếp nhận những gì Pháp Hòa chia sẻ trong cuộc sống của mình, giống như là chúng ta đã tiếp nhận Đức Phật. Chúng ta tiếp nhận Đức Phật là lời dạy của Ngài, chứ ai biết tướng Ngài ra làm sao đâu. Mà quý vị đi hết các chùa có không có Phật nào giống Phật nào đó. Phải không? Thành thử hình ảnh của Đức Phật là do chúng ta tưởng tượng ra chúng ta làm, chứ chúng ta không ai có hình thật của Đức Phật để làm cả. Nhưng mà cái mà đông nhất của chúng ta là gì? Lời Phật dạy. Cho nên á, Hòa thượng Làng Mai á, tức là Sông Thích Nhất Hạnh á, Ngài dặn đệ tử là khi Ngài mất á, các thầy không được làm mộ cho Hòa thượng, không được xây tháp làm mộ. Hòa thượng không cho. Và bây giờ rồi ví dụ như và Hòa thượng còn dặn, nếu ai đó mà thương thầy quá mình lỡ làm cho thầy cái tháp á, thì trước cái tháp đó phải để là trong đây không có gì. Trong đây không có gì. Mà người đó không chịu nghe lời nữa, phải không? Viết thêm cho họ một câu nữa, ngoài kia cũng không có gì. Trong cái tháp đó không có Hòa thượng Nhất Hạnh. Vì mình không phải, thầy không phải trong bị ràng buộc trong cái tháp đó. Đức Phật không ràng buộc trong một cái bức tượng. Mà đạo lý của Đức Phật đang ở trong tâm của tất cả chúng ta, dù ít, dù nhiều, dù sâu, dù cạn, dù tướng, dù sự, dù lý, dù sự gì, chúng ta nhận lời Đức Phật mỗi người một chút bằng mọi hình thức. Và chúng ta, mỗi người phát huy tự sống với cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật bằng cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật của chúng ta bằng giáo pháp hàng ngày của chúng ta. Cho nên hàng năm mà chúng ta làm lễ Phật đản, nhớ là cái đó chỉ là một ngày lễ để nhắc nhở mình phải làm sao cho một Đức Phật của chúng ta mỗi ngày được sinh ra, chứ không phải một năm cái ngày đó. Nhưng mà nếu không làm cái lễ đó chúng ta quên. Làm cái lễ đó để nhắc mình đừng quên việc đó. Cái thứ ba mà chúng ta học là gì? Là vô sở cầu. Thưa đại chúng, cuộc đời này cho dù mình cầu được cái gì đi nữa, cái đó nó phải thuộc của mình không? Không. Vô sở là gì? Không có thuộc quyền sở hữu của mình.
Cho dù đó là nhà, cửa, danh vọng, địa vị, vợ, con, đủ thứ hết, không có phải của mình. Cho nên có thì chúng ta dụng, nhưng mà nhớ cái gì cũng không thuộc về mình mãi mãi. Quý vị lâu lâu nghe bài hát của ông Trịnh Công Sơn, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Mình là cát bụi mà, phải không? Rồi một ngày cái thân này thân cát bụi tạm thời mấy mươi năm, đủ keo đủ sơn nữa, sơn phết lên để hoạt động mấy mươi năm vậy đó. Nhưng một ngày nào đó nằm xuống rồi thì bắt đầu đi ra trở về với cát bụi. Nhưng mà nhìn lại thì cát bụi này tuyệt vời, cát bụi này làm được quá nhiều việc, cát bụi tuyệt vời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một ngày tóc trắng như vôi, láo úa trên cao rụng đầy. Trăm năm của mình đi vào con ngày, cho trăm năm vào hết một ngày. Quý vị nhìn cái cây quý vị thấy không? Đó, có những cái cây nó đâm chồi nảy lọc, sau nó chuyển dần 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 đến cái lúc mà nó rơi xuống. Nó rơi xuống nó thành ra phân bón, nó đi về đâu? Rồi mình nhìn cây đó, mình tưởng cây đó, mình nói cây này chết rồi. Nó không có chết, tại vì trời lạnh quá nó hiện cái tướng không lá. Rồi năm sau trời ấm, nó hiện tướng có lá, hiện tướng có lá màu xanh. Rồi trời bắt đầu lạnh dần, nó bắt đầu nó chuyển màu. Thành ra mình nhìn vô cái cây mình thấy xanh diệt diệt xanh. Cho chúng ta cũng thế, không có cái gì mà nó nằm trong tay mình trọn vẹn hết. Mình nắm một cái, mình nắm một cái hàm, một cái nắm đậu vậy nè, thích lắm, muốn thật là nhiều, nhưng mà tay mình nắm được nhiêu thôi à, không nắm hơn được. Bàn tay rộng thì nắm được khá chút, bàn tay nhỏ nắm ít chút, nhưng mà thủy chung không ai một bàn tay mình nắm được cả thúng đậu cả. Cho nên mình không có ôm ấp, mình không có ôm trọn được cái gì trong lòng bàn tay mình. Nếu có là gì? Là sự tự tại của thân tâm. Chư Hòa Thượng Trí Tịnh á, ngài có một cách tu của ngài, ngài dạy nè: đời tôi á, không cầu mà không từ. Không cầu là sao? Tôi không có cầu móng gì chứ, mà ai cúng gì tôi cũng từ chối. Thí dụ ngài không cầu là tôi mua 5 mẫu đất, tôi mua 10 mẫu đất, ngài không cầu. Nhưng mà nếu có ai đó nói dạ bạch Hòa Thượng, con xin cúng Hòa Thượng 10 mẫu đất cất chùa, nhận. Không cầu mà không từ. Rồi Pháp Hòa mới nói đùa với mấy em, nó nói bây giờ ha, cuộc đời này á, người ta sống bằng hai chữ đòi hỏi. Bữa nay á, mình tu phân nửa thôi, không đòi, ai hỏi ok. Ví dụ như tôi không đòi ăn, nhưng mà hỏi ăn không, dạ ăn. Nếu mà mình nói mình mà đòi hỏi, ta nói trời ơi tu mà còn đòi hỏi, có ăn mà còn đòi hỏi, thôi giờ mình không đòi, nhưng mà ai hỏi thì. Cho nhiều khi mỗi buổi sáng được đi hành hương chung với đại chúng, ai cũng thương. Nhiều khi buổi sáng trước mặt không nước không uống cũng đủ no rồi. Người cho ly sữa, người cho ly trà, người rót ly cà phê, người rót ly này kia, nhìn mấy ly nước, thật sự ra Pháp Hòa cũng sẽ uống, nhưng mình trong ly nước đó mình nhận ra được tình thương của mỗi người. Có nhiều khi ngồi đi, quý vị bước xuống xe đi vệ sinh, cái ghé vô cái tiệm, cái lên xe thế nào qua cũng có một chai nước. Tại sao? Vì đó là mình không có cầu, nhưng mà ta cúng. Cúng thì nhận. Thưa đại chúng, cái đó là vô sở cầu đó. Mình không cầu gì hết, nhưng mà có. Cái thứ hai là nếu mình có cầu điều gì thì nhớ là cái cầu đó cũng nó không phải là sở hữu của mình. Hồi xưa ngài Khổng Tử á, dập thời loạn ngài cũng nhẹ nhàng. Rồi các vị ngài cũng khải đàn vậy đó. Thì cái người đệ tử mới hỏi sao mà thời buổi loạn lạc mà thầy vẫn còn tâm tư để khải đàn. Thì Khổng Tử mới nói ta làm được gì, phải không? Ta làm được gì khi mà đó là cái điều mà gọi là, theo như xưa thì ta nghĩ là đó là ý gọi là làm mệnh trời, mình không có cãi được. Thì chúng ta bây giờ cũng, chúng ta sống, chúng ta
theo Phật giáo là nghiệp lực của mỗi người. Nói trời ơi sao cái người đó họ dài quá, cái người đó lợi dụng mà nó vẫn thương. Nếu mà nó khôn đâu tới phiên mình kêu nó dạy. Nếu mà nó tỉnh đâu có lúc phiên mình gặp nó nói nó mê. Nhưng mà mình thấy vậy mình nói mê chứ người ta thấy người ta tỉnh. Và thậm chí ta còn tuyên bố một câu: tôi không điên, tôi không khùng gì hết đó. Đây là tình yêu của tôi. Thật ra giống chứ nữa là ba cái phải không? Thứ nhất là báo oán, thứ hai là tùy duyên, thứ ba là vô sở cầu. Và cái thứ tư là gì? Xứng pháp. Pháp là gì? Là chân lý. Pháp là chân lý. Đây là giáo pháp là chân lý. Thì khi mà chúng ta lấy cái chân lý mà chúng ta sống rồi á, thì cái pháp nào nó cũng tương, cái pháp chúng ta có nó tương ứng với các pháp khác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trong nhà mình nó có ba hũ muối, đường, bột ngọt. Ai nhờ mình nấu món gì đi nữa đó thì cũng không ngoài muối, đường, bột ngọt. Canh chua, cà ri, món gì muối, đường, bột ngọt là pháp mình có. Còn các pháp thế gian người ta nhờ á, mình có pháp mình ứng. Vậy thì trong chúng ta nếu có đạo lý, có chân lý rồi á, thì không pháp nào mình khổ hết. Tại vì pháp nào mình cũng có Phật pháp, mình ôm ấp, mình bao trùm. Cho quý vị nhớ cái bài mình tán Phật không? Quang trung hóa Phật vô số ức, trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Trong một cái hào quang mà hóa vô số Phật, rồi trong vô số Phật đó lại hóa ra vô số Bồ Tát. Ở đó muốn nói cái gì với chúng ta? Cái đạo lý trùng trùng duyên khởi, bất tư nghì, nói không hết. Đây, quý vị nhìn một ngôi chùa coi. Bây giờ nếu mà nhìn một tổng thể cái chánh điện này á, là mình sẽ thấy rằng rất nhiều những cái biến hóa từ các vị khác. Thí dụ như vị thì đóng góp cúng tượng Phật, người thì đóng góp cúng cây đèn. Cho nên đây, ở trong cái chánh điện này mà quang trung hóa Phật vô số ức, cây đèn, cái ghế, cái hình, cái hào quang vân vân, bất khả tư nghi, trùng trùng ở trong đó. Thì chúng ta tu á, chúng ta phải có một cái hạnh thứ tư là gì? Xứng pháp hạnh. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có cái pháp để chúng ta ứng xứng với tất cả mọi sự việc. Mà cái này là gì? Là cái chân lý, là cái tâm thanh tịnh. Thí dụ như mình là đạo Phật, tự nhiên người thân mình mất, cái có một bạn, người bạn của mình đạo Chúa tới đứng ngay trước đó làm thánh giá, được không? Được hết, không sao hết á. Tại sao? Vì vị đó đến làm thánh giá bằng cái tâm lành của người ta. Người ta là có đức tin ở Chúa, và người ta đến thăm tiễn đưa mình, và người ta đem cái tâm lành của ta, ta cầu Chúa cho mình. Tại sao mình phải chống bán chuyện đó? Không có chuyện gì phải chống bán cả. Tại người ta đâu có làm ác, ta đâu có làm điều bất thiện. Ta gửi cái năng lượng lành của ta qua cái hình thức là ta làm dấu thánh giá. Nhưng mà ngược lại, nếu mình là người đạo Phật, mình đến một cái đám của người chúa Thiên Chúa, mình tới mình thăm viếng mình xong mình chắp tay tiễn biệt người đó bằng cái hoa sen tâm của mình, được không? Được. Tại vì mình xứng pháp, chân lý nằm trong người mình. Việc đến, nếu như mà mình đến một cái đám tang mà mình đứng mình nhảy disco này, không xứng pháp à. Rõ ràng không? Thí dụ bây giờ mình đi đám tang là mình phải mặc đồ sao cho nó tương ứng cái đám tang. Mặc đồ trắng, đồ đen, mặc đồ nghiêm túc. Không có ai đi vô cái đám tang mà mặc nguyên bộ đồ áo da gì, áo đầm màu đỏ hết á. Nó không xứng. Nó không xứng cái pháp đó. Nó không xứng với cái pháp đó. Cho nên thưa đại chúng, là người ta đến đám tang là tự động người ta nghiêm túc bằng tất cả tâm thành của người ta, bằng cái hình thức gì của người ta có được, người ta gửi cho mình cái pháp của người ta. Và cái quan trọng là chúng ta có chân lý, chúng ta tiếp nhận cái đó. Nếu như người ta làm cái pháp ngược lại á, người ta nói vậy chị không chịu tôi làm dấu phải không? Tôi mở nhạc rock rồi nha. Thì là không xứng pháp.
Cho nên trong cuộc sống chúng ta, việc gì người ta đến với mình cứ tiếp nhận như là cái pháp đó. Nhưng mà tại vì tất cả tâm thành ta có vậy đó. Có nhiều vị á, người ta đến nói chuyện với mình, người ta xây dựng mình, mà ta nói giống như là người ta ra lệnh cho mình vậy đó. Và đôi khi mình bực lắm, mình nói tại sao mà nói cái kiểu như ra lệnh vậy đó. Dù đôi khi cái người đó người ta không có cái ý đó, nhưng mà tại cái cách của người ta như vậy đó, xưa giờ người ta quen như vậy rồi. Mình hãy nên tiếp nhận cái điều đó, không có nghĩa là mình ủng hộ người ta, nhưng mà mình thấu lý được ở bên trong là người ta không cố tình. Nhất là mình sinh hoạt ở trong chốn công cộng, thì thế nào những chúng sanh mà không được như ý mình nhiều lắm, xuất hiện đủ kiểu hết đó. Từ lời nói, từ cái cách hành xử vân vân. Và quý vị nhớ nè, người ta lâm vào cái trường hợp mà phải ở trong cái vị trí điều hành đó, đôi lúc cận cái sự việc mà người ta thấy nó ấy là người ta quýnh quán lên, người ta có thái độ, người ta có lời nói mà mình nghe không được, nghe thấy nó kỳ quá. Nhưng mà chính họ cũng thấy điều đó. Sau khi xong rồi họ mới thấy, ồ, tại sao bữa đó mình lại như vậy, tại sao bữa đó mình như thế kia. Người ta cũng thấy chứ, nhưng mà tại ở cái hoàn cảnh đó ta chưa có làm được. Cho nên Ngài Đạt, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, Ngài đưa ra hai cái pháp tu. Một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Mà lý nhập nghĩa là chúng ta thấm thấu được đạo lý ha. Còn cái gọi là hạnh nhập nghĩa là khi chúng ta thấu lý rồi thì chúng ta phải đạt được cái hạnh của mình tu. Trong đó Ngài đưa ra bốn cách. Một là báo oán hạnh. Hai là gì? Tùy duyên hạnh. Ba là vô sở cầu. Bốn là xứng pháp. Vô sở cầu là mình đừng có nghĩ rằng á, mình đi đến đâu cũng gặp toàn là Bồ Tát Thánh Hiền. Nhiều khi phải có những chúng sanh kỳ cục vậy đó, để mình mới thử được mình coi là mình tới đâu rồi. Nếu mà người nào cũng dễ thương với mình hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình nghĩ rằng á, mình lúc nào cũng được người ta khen, và hình như là mình được tiếng khen nhiều hơn. Cái đôi khi mình sống với cái tiếng khen đó, mình bền bồng với tiếng khen đó. Hôm nào mình bị người ta chê thử một cái coi, không phải người ta chê thử mà người ta chê thiệt. Rồi vô tình mình nghe được cái lời chê đó, tâm mình sao? Mình nghiệm lại, mình thấy rằng mình đã bị xính dính, mình đã bị lung lay trước lời chê đó không? Mình có bị buồn khổ với cái lời chê đó không? Tự mình biết, không cần báo ao hết đó. Nhưng mà mình tu á, là mình phải trở về để mình tùy duyên. Thuận thì mình sống thuận, nghịch thì mình sống nghịch. Quý vị ở đất nước Canada, hay là nói chung là ở xứ lạnh, mà mùa đông mà biểu không lạnh là coi như mình không biết sống rồi đó. Người ta sẽ nói sao? Tôi thiệt không biết làm sao cho vừa lòng anh. Anh ở cái xứ lạnh mà anh cứ đòi nó nóng, phải không? Cho nên á, mình tùy duyên, nghĩa là lúc nào, mỗi cảnh, mỗi lúc chúng ta tùy thuận chúng ta sống. Nếu mình muốn sung sướng như ở nhà thì mình ở nhà, mà mình chấp nhận ra ngoài rồi thì có những lúc nó không như ý mình. Đi ra đường thì buộc lòng phải gặp gió, phải không? Gặp mưa, gặp nắng, gặp bão bùng. Thậm chí lái xe trên đường thì đâu phải lúc nào đường xe nó cũng trơn tru, phải có những lúc nó gồ ghề, nó khó. Cho nên á, mình mà cứ tự ý mình sống theo cách mình thì cũng không sao, không ai nói gì mình đâu. Nhưng mà lâu ngày mình trở nên quê kệt là bởi vì mình không biết ứng thuận trong mỗi nơi, mỗi lúc mình sống. Cho nên cái giáo pháp thứ tư mà Ngài Đạt Ma dạy mình là xứng pháp, là vậy đó. Xứng pháp là vậy. Cho nên đó, thưa đại chúng, cái bản văn mà Quy Sơn Cảnh Sách đó, đối với tăng sĩ Việt Nam và tăng sĩ Trung Hoa đó, cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách của Ngài Quy Sơn đó, giống như một quyển để trên đầu nằm của mình vậy đó.
mở ra bất cứ lúc nào cũng đều là những lời lẽ răn dạy. Nếu không chịu học hỏi thì trở thành ra người quê kệch, đi đâu cũng không có ứng hợp được với quốc độ. Cho nên mình hiểu được cái điều đó, mình tới đâu mình sống mà mình đi theo những cái nhịp nhàng đó mà làm cho người ta nể. Thưa đại chúng, tứ biện tài là gì? Biện tài là khả năng giỏi, trong đó có một cái gọi là từ biện tài. Từ biện tài nghĩa là từ ngữ địa phương. Mình biết, mình tới đó người ta nói vậy mình nghe mình hiểu. Và thậm chí mình nói cái tiếng của mình ta nghe không hiểu, mà mình biết được tiếng người ta, mình nói cái tiếng địa phương của người ta. Cho nên những người mà người ta dẫn khách đi du lịch, ta tới người ta làm quen, và đồng thời người ta cũng làm vui, và đồng thời rất thiết thực dạy cho cái người du khách đó một hai câu tiếng địa phương. Chẳng hạn như chào nè, cảm ơn nè, đi taxi nè. Qua Thái Lan kêu taxi là túc túc. Thí dụ vậy đó. Phó Hòa có một bà cụ bên Canada. Bà qua bên Canada xong rồi bữa đó bà đi đi xe bus, mà bà không biết tiếng đi lạc nói làm sao. Mà bà biết có một câu là mình là người Việt Nam Mi. Bà lên bà dỗ dai ông xe bus đó, bà nói Việt Nam Mi đi lạc. Bà quơ tay vậy đó, Việt Nam Mi đi lạc. Ông tài xế ông hiểu đó. Ông chở bà ra tới cái phố tàu ở đường 97 á, dẫn bà xuống kiếm những người Việt lại hỏi bác sao vậy, tôi đi lạc. Là đúng ý ông tài xế rồi. Thì ông tài xế mới sẵn sàng chở bà này về. Hỏi nhà bác ở đâu? Nhà tôi gần nghĩa địa. Mà một cái thành phố nó biết bao nhiêu cái nghĩa địa, phải không? Thành thử ra ít nhất cũng còn được chữ Việt Nam Mi. Bà cụ thứ hai đi học thi quốc tịch. Mà cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada đó, ông tên là John A. McDonald. Mà McDonald là cái tiệm ăn bán hamburger bán McDonald á. Thì bữa đó người con bà dẫn bà vô thi quốc tịch, thì cái ông đóng hỏi ngay câu đó luôn, hỏi thủ tướng đầu tiên của Canada là ai. Thì người con mới nhắc, nói má má, cái tiệm gì mà mấy đứa nhỏ nhà mình nó hay thích ăn á. Ý ông muốn nhắc cái tiệm McDonald á, mà bà chỉ cần nói được câu McDonald là bà đậu ngay thôi. Bà ngồi hồi bà nói hamburger. Vậy mà bà vẫn đậu. Tại vì cái ông kia ông biết là bà này nói hamburger là bà có nghĩ tới McDonald rồi đó. Cái người mà mình thâm lý là mình nhẹ sự. Chữ nhẹ đây không có làm coi thường, mà trường hợp này mình thâm lý là mình ứng dụng với các sự việc trong cuộc sống rất nhẹ nhàng, rất linh động, không gò bó. Quý vị để ý mà các thầy mà làm lễ với nhau đó, các thầy sẽ thể hiện điều đó. Thí dụ thầy chủ lễ ông đứng chắp tay ông tụng nè, mà cái anh thỉnh bỏ đánh trật á, thầy chủ lễ ông ra dấu liền nhịp. Nếu mà ông mỏ ông đứng bên này mà ông nhịp bên này, lấy gì ông mỏ đấy. Thầy ông thấy cái ông mỏ ông đứng bên này thì cái tay thầy phải nhịp bên này, mà nếu mà cái chuông bên này thì cái tay thầy phải nhịp bên này, phải không? Và thậm chí á, mà thầy muốn ra lệnh, thầy muốn ra dấu là tới chỗ này ngưng nghe, thầy cúi sâu xuống một chút. Thế bữa nọ thầy mới dặn cái ông thỉnh chuông đấy, đạo hữu á, lên thỉnh chuông cứ thấy thầy xá đó là đạo hữu thỉnh tiếng. Thầy cúi thầy xá cái ông bon, lâu lâu cái thầy cúi ông bon, cái nãy thầy tụng cái thầy làm rớt tờ giấy. Thầy cúi xuống thầy lượm mà thầy lượm bao nhiêu á. Là ổng dện bao nhiêu. Hai vợ chồng đó đi ăn tiệc, mà cái ông chồng có cái tật là ăn mà không bao giờ để ý. Bà vợ mới nói á, ông ngồi với tôi nghe không, hễ tôi đá chân ông cái là ông gắp miếng.
Tôi để ý ông nhai được được rồi tôi đá cái con gà đó nó chạy sao nó vướng vô cái chân bà. Bà lo bà gỡ, bà càng gỡ chân bà càng thúc ổng, ổng ăn như khùng ở trên này. Kể một vài câu chuyện vui về để chúng thấy là trong cuộc sống nhiều khi nó có những cái mình nói vậy nhưng mà mình không có biết ứng duyên mình sống đó, là cứ như vậy mình làm à, phải không? Đó, nhiều khi trong cuộc sống mình vậy đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn thưa mấy việc. Và quan trọng nhất là đại chúng nhớ là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sống đều có những khó khăn. Những khó khăn đó nó không bao giờ nó là cái cản trở mãi mãi để chúng ta không thể đi tới xa được nữa. Mà chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên nhẹ nhàng lòn lách thì chúng ta sẽ qua được cái ải đó thôi. Tại sao trên cái mỏ khắc hình con cá? Cái mỏ để hình con cá. Bởi vì con cá nó ngủ nó cũng không có nhắm mắt. Tượng trưng cho người sống lúc nào tâm cũng phải tỉnh giác. Và con cá nó ở dưới nước á, nó lòn lách vậy nè. Nó rỉa những cái rong bám ở trong đá mà nó vẫn sống. Mình á, nhẹ nhàng uyển chuyển như con cá vậy đó. Nếu nước nhiều, nước cao, nó tung tăng, nó bơi lên tới mặt. Nếu lỡ nước cạn xuống, nó cũng tung tăng, nó ở dưới cái mức cạn của nó. Và vì nó mở mắt, cho nên nó luôn nó sống ở trong nước. Và nó biết những cái khe, nó cũng lòn lách, nó sống được. Mình đã từng sống kiểu đó. Những ngày mình mới đặt chân ở một quốc độ nào mới mẻ đối với mình, mình đã từng như vậy. Ở đây nhiều khi mình không có sắm xe, mình đi xe điện. Nhưng mà đi xe điện cho nên bước lên đó quá trời người ta, thì mình phải làm gì? Chen chúc với nhau. Miễn mình đứng ở trong chiếc ghe, chiếc tàu đó ngực cũng chở mình tới nơi thôi, phải vậy không? Cho nên mỗi lần mà đi vào trong cái chiếc xe điện mà đông người đó, tìm ra cho mình một pháp tu. Tìm ra cho mình pháp tu. Chỉ cần mình nhích một chút thôi, mình có chỗ mà người khác cũng có chỗ. Nếu mình là, nếu chiếc xe nó rộng rãi, mình đứng ngay ngang đầu, tự mắt mình nhìn thấy có người bước vô, lách qua chút cho người khác vô. Tại trước kia đã từng có người lách cho mình vô rồi, thì bây giờ tới phiên mình lách cho người khác vô. Chẳng phải quý vị qua đây rồi quý vị bảo lãnh người thân qua sao? Đó, mình qua được tới đây rồi mình lách một chút nữa để mình đem người thân mình qua. Pháp tu có mặt không? Cái đó gọi là xứng pháp. Tâm mình có cái pháp tu rồi, bất cứ chỗ nào mình cũng ứng pháp mình tu được hết. Mình đi tới cái chỗ mà người ta bỏ tiền, mình bỏ vô 2 đồng đậu xe, ra giờ còn, hoan hỷ lên, mong có ai tới đây đậu đỡ tốn tiền. Mà ít khi nào mình ngu quá, nãy bỏ chi nhiều quá vậy, giờ phí 2 đồng. Ít khi nào mình nghĩ có ai để vô đậu đỡ nha. Nhưng mà ngược lại, ai mà người ta đậu sẵn, mà người ta dư tiền đậu vô, nó trời ơi tu Phật độ, thấy không? Để vô đậu khỏi trả tiền. Cho nên quý vị biết là khi mình có pháp trong tâm mình rồi, mình nhập được cái lý rồi đó, mình xứng pháp mình sống nhẹ nhàng lắm. Được không? Rồi thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, 4 hạnh của Tổ Đạt Ma nhớ không? Báo oán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh. Do gì mà chúng ta được 4 hạnh này? Do chúng ta nhập được cái gì? Nhập được cái lý. Nhập được cái lý sống rồi, chúng ta sống bằng các cái hạnh. Mà nhiều hạnh lắm, nhưng mà căn bản thì Ngài đưa ra 4 hạnh này để chúng ta ghi nhớ, làm cái nền, làm cái căn bản để chúng ta bước vào cuộc sống đời cũng như đạo. Ngay thực tế trong cuộc sống nè, người Phật tử tại gia không nhất thiết phải ăn chay trường. Quý vị có thể ăn chay kỳ 2 ngày, 4 ngày, tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà đời sống hàng ngày ăn, dù chúng ta ăn mặn, chúng ta cũng không nên ăn những cái con vật mà nó ngoài những con vật mà được xã hội bình thường người ta chấp nhận.
Ví dụ như bây giờ xã hội bình thường chấp nhận là con gà, con vịt, con heo, con bò. Còn mình ăn con khỉ, ăn ốc khỉ, uống máu rắn, đi tìm những cái con gì mà mình gọi là uống ăn để cho nó bổ khỏe thì nó ngoài những cái bình thường. Mà quý vị biết mình ăn mà những cái vật mà nó hiếm mà mình cho là bổ như vậy á, thì người ta phải đổ công sức, thậm chí người ta đánh đổi cái mạng người ta để kiếm cái đó về bán cho những người mình có nhu cầu. Có nhiều người á, vì bắt một cái con gì đó cho mình, rớt núi chết cũng có, chìm sông té biển chết cũng có. Mình ăn chi mấy cái con đó mà mình bổ được bao nhiêu, mà sống được bao nhiêu. Bây giờ cho mình phụ tuổi thọ cao, sống 700-800 tuổi đi, mà sống kiểu đó buồn chết, lo cho người khác không, người ta chưa tới mình. Cho nên không cần thiết. Cái hình thức đó cũng không phải là chánh mạng. Đây Phong Hòa nói nó gần gũi một chút để chúng ta thấy thế nào là chánh mạng. Phật giáo không có biểu mình là phải ăn chay trường, khuyến khích thôi. Mà mình thể hiện cái tâm từ của mình trong cái hàng ngũ Phật tử tại gia, thể hiện tâm từ bằng cách là ăn chay kỳ. Còn ai ăn chay trường rất tốt, rất tốt. Nhưng nếu mình chưa ăn được cũng không có tội lỗi gì hết. Bởi vì cái chính yếu mà Phật giáo muốn hướng dẫn, Đức Phật muốn hướng dẫn cho hàng ngũ cư sĩ tại gia là gì? Giữ năm giới, giữ năm giới cho tròn. Không sát sanh trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc bê tha. Giữ năm cái đó là mình giữ vững cái nền móng hạnh phúc gia đình, giữ được cái đạo đức căn bản của một con người. Cho nên chúng ta giữ sống bằng giới pháp cũng là chánh mạng. Chánh mạng thì trong cái 8 con đường chân chánh đó, mình muốn có được niết bàn an vui. Pháp Hòa có nhiều Phật tử lên kể cho Pháp Hòa nghe đó, là chỉ một lần ăn con ếch mà thấy con ếch nó chắp tay, lúc mà nó nóng quá đó, nấu nó nóng quá đó, nó nóng quá rồi nó nhảy mà nó hai cái tay nó đưa cà đưa vậy nè, mà ám ảnh luôn cho tới bây giờ không nguôi được cái hình ảnh đó. Rồi quý vị biết không, khi mà mình nắm con gà mình cắt cổ mà nó đau, mà con mắt nó trợn lên, thí dụ vậy, mình thấy cặp mắt của nó rồi là ám ảnh suốt cuộc đời của mình. Ở đây là mình ít thấy cái vụ đó đó, cho nên mình qua đây rồi là mình cái nghiệp sát của mình nó cũng giảm đi một phần nào. Tại Việt Nam là ăn tươi không à, cá lóc đang khỏe mạnh vậy mà ăn con nào cho thiệt là tươi á nha. Rồi mình đem về mình đập đầu nó dãy dụa nó chết. Mà bây giờ quý vị Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm á, sư bà có nói á, nếu mà mình quán xét lại, mình nhìn cho kỹ, nghĩ cho rõ đó, thì rõ ràng mình là một người hành xác ở dưới địa ngục. Mình đang đóng cái vai gọi là ngục tốt ở dưới địa ngục, là moi ruột, móc gan, đập đầu của những cái người mà trả nghiệp. Nếu không khéo là mỗi ngày mình đang là một quỷ sứ, đập đầu, cắt cổ, nhổ lông, hành xác ở dưới địa, cái cảnh mà địa ngục ta từ diễn tả đó. Qua đây rồi thì mình giảm được cái đó, mình ăn những cái gì mà người ta nấu. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn thưa là không có phải là mình ăn chay trường mới gọi là tu, nhưng mình thể hiện tâm từ của mình bằng cách là mình ăn chay kỳ. Và đồng thời trong đời sống mình còn ăn mặn, đừng ăn những con vật gì mà xã hội người ta khó chấp nhận được. Chó, mèo, mấy cái con đó xã hội chưa có chấp nhận cho mình ăn như vậy thì mình không nên ăn. Và khi mình ăn như vậy là mình thấy bất nhẫn. Cái nuôi như vậy gọi là chánh mạng. Câu hỏi thứ hai: kính thầy, lần đầu tiên con được gặp thầy, được nghe thầy giảng pháp, con rất tâm đắc lời thầy dạy. Muốn cho thân tâm mình an lạc, hằng ngày cần phải hành trì sám hối. Con rất muốn làm điều này nhưng ngặt nổi, hai khớp gối con bị đau, không thể đứng lên quỳ xuống để lại sám hối. Vậy con xin thầy chỉ dẫn cho con cách hành trì sám hối bằng cách nào để thân tâm được an lạc. Con kính chúc thầy sức khỏe để dẫn dắt chúng con tu học. Sám hối á, quan trọng là cái tâm.
Còn cái hình thức sám hối là tùy theo sức khỏe của mình, tùy theo thời gian của mình, tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị đi làm 12 giờ khuya về tới nhà, bây giờ mà muốn lại Phật mà sám hối á, thứ nhất thân thể quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, thứ hai có thể là ở gia đình đang ngủ không có tiện cho mình làm cái điều đó, thứ ba mình ở một hoàn cảnh là con cái hay là gia đình mình chưa có đồng cảm với mình những cái đó, thân thể bệnh tật cũng có, hoàn cảnh không cho phép cũng có, giờ giấc không có, thời gian không có. Cái quan trọng là cái tâm sám hối mỗi ngày mình đối trước Phật, tâm mình khởi sự sám hối. Còn hình thức như thế nào tùy. Ví dụ như cô này đứng lên lại xuống không được, quỳ lại, quỳ không được ngồi xá, còn không được nữa đứng, đứng xá. Thí dụ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật xá. Mấy ngày nay nè, Pháp Hòa bị trật cái xương lưng đó. Đâu có khom sâu được. Mà đôi lúc gặp ai mà mình xá vậy phải sám hối. Tại các vị nói, ủa sao bữa nay thầy xá kiểu không có cung kính. Pháp Hòa phải sám hối. Nói trước chứ không ai nói gì. Nhưng mà tại vì bây giờ hôm nay lên lễ Phật xá lại là không có cúi sâu được. Phần thôi, nó vừa đủ cái đau thôi. Xuống tới nữa mà đau là ngưng ngay đó. Còn không muốn nữa thì quỳ xuống rồi lại, chứ còn đứng lên lại xuống chưa được. Mình tùy theo cái sức khỏe của mình. Mình tu như thế nào mà mình cảm thấy vừa cho mình á, là người khác sẽ vừa. Ví dụ như mình cảm thấy là mình an lạc, nhưng mà cái đó phần mình, rồi mình nhìn xung quanh người thân mình, người ta có an lạc đồng cảm với cách tu của mình không, là mình biết là mình ok. Còn mình lại Phật mà mình thỉnh chu, mình thỉnh mỏ mà người ta đi ra đi vô, ta thấy ta mút á, ta trề môi ta, là mình biết là mình tu có vấn đề, chứ không phải ta có vấn đề nha. Mình đừng có nghĩ người ta có vấn đề, mình có vấn đề là mình tu mà không quán chiếu. Người ta vẫn bình thường, người ta không có làm gì đặc biệt, còn mình đang làm một điều đặc biệt mà mình không có nhìn lại người khác. Chị đừng có nói trời ơi tôi tu mà vậy nó tạo nghiệp chết. Mình không nghĩ là mình có phải đóng góp một phần để cho người ta tạo cái nghiệp đó không. Cái đó cũng phải suy nghĩ lại. Cái đó gọi là chánh tư duy. Cái đó gọi là chánh tư duy. Và cái đó cũng là cái chánh kiến. Chánh kiến là mình có cái thấy đúng về sự việc, và từ đó mình suy nghĩ đúng đắn. Và thưa đại chúng là bát chánh đạo là một, giống như một sợi dây xích vậy đó. Nó mắt này nó móc cái mắt kia chứ không có rời rạc. Người nào mà có chánh kiến tức khắc sẽ có chánh tư duy. Vì thấy đúng là phải nghĩ đúng, mà nghĩ đúng là nói đúng, mà nói đúng là hành động đúng, mà hành động đó liên tục được đúng thì gọi là chánh tinh tấn. Và quán niệm về nó một cách đúng gọi là chánh niệm. Cho nên một cái mà đúng là các cái kia nó đúng theo, một cái mà sai là các cái khác nó sai theo. Ví dụ bấm địa chỉ vô GPS đúng là đi quẹo kiểu nào nó cũng kêu mình du thơm, thì nó cũng tìm cách nó đưa mình về đúng. Mà mình bấm số trật một con thôi, cái street sai, số nhà sai, thậm chí city mình quên chuyển, cái city mình qua thành phố khác mình quên chuyển, đi hoài đi không tới, đập máy nói sao tôi bấm đúng mà đúng số mà quên không đúng thành phố, phải không? Thành nữa một cái mà nó đúng là nó dẫn những cái đúng theo. Mà lỡ mà có quẹo trật đi nữa, nó cũng nói là nó tìm cách cho mình U-turn hay là làm cách nào đó để mình trở về đúng cái địa chỉ mà mình đã set up đúng. Cho nên một cái mà đúng thì tất cả các cái nó đúng theo. Thì ở đây á, thí dụ như Pháp Hòa nói sám hối nè, phát tâm sám hối nè, thủ tướng sám hối nè, bình đẳng sám hối. Phát tâm là gì? Tâm mình có khải phát, ăn năn, muốn phát tâm trừ nghiệp, chứ không làm vì mình thấy người khác làm mình làm theo, hay là vì một cái lý do nào gọi là có ganh tị trong đó. Vì mình thật tâm muốn sám hối nghiệp chướng của mình, dù một câu lại, một cái lễ Phật, một câu sám hối, cái đó nó vẫn có tác dụng lớn. Kính thưa thầy,
Dì ruột của con đã gạt con trong vòng 10 năm để lấy một số tiền khá lớn. Đây là 10 năm tình cũ. Vì việc này mà con bị tổn thương và con đã không có đủ can đảm để gặp mặt dì con. Đã 5 năm mà con vẫn còn rất đau khổ, chưa có khả năng tha thứ và nhìn mặt dì con. Bây giờ con phải làm thế nào? Kính xin thầy cho con một lời khuyên. Trước hết á, nó nói lên cái sự yếu kém của mình trên cái sự dõng mãnh. Tại sao người ta gạt mình? Lẽ ra người ta phải sanh tâm tàm quý, gọi là xấu hổ, không dám gặp mình mới đúng chứ, tại sao mình không dám gặp người đó? Để trong này nói là tới bây giờ mà con vẫn không đủ can đảm để gặp mặt gì con. Mình không đủ can đảm là như vậy là mình lỗi rồi. Mình có lỗi, thường là mình có lỗi mà không đủ can đảm nhìn người khác chứ. Bây giờ người khác gạt mình là người khác có lỗi, lẽ ra người ta phải tìm cách gặp mình. Nhiều khi cái người đó chưa tha thứ, người ta còn né, không muốn gặp nữa. Cái này là mình phân tích thôi. Chứ còn nói nếu mà vị Phật tử này trên con đường tu tập thì mình phải thấy rằng á, người đó đã gạt mình, đã lấy một số tiền. Mất chưa? Mất tiền chưa? Mất rồi. Mà bây giờ mình mất luôn sự an lạc, sự tự do của mình. Đây là một cái lỗ lãng. Mình mất tiền thôi. Vì sao? Vì cái gì có của, cái của mình có được á, thì nó phải lọt vô năm trạng thái mất. Một là con phá sản, hai là nhà nước trưng thu, ba là giặc cướp, bốn là lửa cháy, năm là nước trôi. Mình nghe mình nói ủa cái này nó đâu rơi vào nào đâu. Cái này là mình bị một hình thức cướp lượt, cướp gạt. Đó là mình nói theo cái hiện tượng mình quán chiếu về tiền của không có thật. Còn nếu mà mình nói về nhân quả, biết đâu chừng đời trước mình gạt cô này thì bây giờ cô này cô lấy lại thôi chứ có gì đâu. Mà mình cũng may mắn là mình phải mừng là trời ơi, đời này tôi hên quá, tôi làm đủ số tiền để trả. Chứ nếu mà mình không trả thì kiếp sau mình trả tiếp. Cho nên đã mất của là một cái khổ rồi. Nhưng mà cái mất của, cái của mất khổ là cái khổ bên ngoài. Mình khổ đau vì cái của mình có mới là cái khổ cùng cực đây này. Nhưng mà bây giờ thí chung, bây giờ thí dụ cái người đó không gạt gì mình hết, mình để yên trong tủ đó đó, rồi bữa nào mà ăn trộm nó vô nó lấy á, khổ không? Khổ. Mà mình sẽ nói một câu trời ơi, tôi già tôi mất, tôi đưa gì tôi làm vốn, tôi đưa chú tôi thà là tôi cho bà con tôi, chứ còn hơn là tôi cho người ngoài. Có nhiều cách quán lắm. Cho nên cô đừng có để cho mình bị khổ, là mình bị mất đi cái tự do, cái an lạc. Và chúng ta nhớ rằng cái của cải mà chúng ta có được, nó là những của cải không có thật. Người xưa có câu như thế này: tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền của vốn là của năm nhà, không phải của mình. Quý vị nhớ, tiền là bạc. Còn nếu mình sử dụng đúng thì chỉ là tiền bạc thôi. Còn mình sử dụng không đúng thì tiền tệ. Thường thường ta kêu tiền tệ, còn không thì tiền bạc. Mới vừa gặp chị Năm, chị em gặp anh, gặp chị em gửi trả 500 tháng trước em mượn. Chị Năm mới nhận tiền xong xoay qua: ô, bữa hôm tôi mượn chị 200 cúng chùa, bữa nay sẵn có tiền tôi trả. Thấy bạc không? Vừa ta sang tay người này, qua tay người khác. Nhưng mà nhiều khi á, mình không thấy rõ được cái bản chất của tiền thì cuối cùng tiền nó làm cho con người trở thành ra tệ bạc. Vừa tệ mà vừa bạc. Tiền đó là một tờ giấy do mình đi làm, mình làm ra nó. Nhưng mà cuối cùng chính tờ giấy đó làm khổ mình hết.
chúng tờ giấy đó thôi mà nó làm khổ mình. Cho nên ở đây cô nên quán chiếu, quán chiếu rồi giải thoát cho mình. Bây giờ thôi, tôi thiếu đạo gì tôi trả. Quán thứ hai, thôi không sao, vì mình chứ có ai đâu. Phải chi người dân nước lã họ gạt mình đau. Này vì mình là như mẹ, bà con quyến thuộc trong nhà mà. Và thậm chí mà lỡ mình để mất cái mình nói trời ơi phải mà tôi biết này nó mất vừa tay người dân, tôi sẽ cho người nhà của tôi. Thì thôi đây là cơ hội. Nhưng mà nhớ là bất cứ mình mất cái gì, nhưng mà nếu mình để mất luôn cái sự hạnh phúc, sự an lạc, sự tự do nơi mình là cái mất lớn lắm. Quý vị thấy á, hồi nãy có một em Phật tử đây nè, bé Thanh năm nay 23 tuổi, bệnh ung thư máu. Mà 3 năm trước là em bệnh tật quằn quại trên giường bệnh. Và nhờ trong khi nằm bệnh 3 năm đó, em nghe băng thầy Pháp Hòa và em đã tích cực sống. Và năm ngoái Pháp Hòa qua giảng ở Honolulu, em đã gặp chụp hình nhưng chưa có cơ hội để mà tâm sự nhiều. Hôm nay em bay từ Honolulu qua đây gặp Pháp Hòa. Bây giờ tay chân không có thể đi lại một cách bình thường, miệng không nói được, cầm cái phone muốn nói với thầy cái gì là bấm, nhưng mà rất lạc quan. Và em đã cho Pháp Hòa một cái message. Sư cô đi, sư Tiến Liên hỏi con nghe pháp thầy bây giờ con có nhớ một câu gì của thầy dạy không? Nó bấm vô liền ở trong cái máy: tu là sửa, nghiệp thì phải trả, không trả trước cũng trả sau. Ghi như vậy thì Pháp Hòa thưa quý vị là em nó thân bệnh mà tâm không có bệnh. Chúng ta mất của nhưng mà không để mất tâm. Xấu mặt nhưng mà không có xấu lòng. Mắt mù nhưng mà tâm không có đuôi. Mắt có nhiều người mắt người ta mù á, mà ai đứng trước mặt họ tâm tư họ nghĩ cái gì á, cái người mù biết hết. Cái người mà họ nói không được, họ bẩm sinh ra là họ sinh ra là họ đã không nói được, nhưng họ nhìn cái miệng mình nói họ biết mình muốn nói gì mà. Thưa đại chúng ở đây là những người mù á, tất cả những cái cơ quan mà công cộng là người ta đều có những chữ để cho người mù mò rờ lên cái đó để mà tiếp tục vươn lên. Quý vị thấy không? Ở một cái quốc gia mà người ta luôn luôn hướng dẫn cho con người không bao giờ give up, không có give up. Còn bây giờ mình vẫn bình thường, tay chân mọi thứ đàng hoàng hết, chỉ mất số tiền thôi. Mà mình phải mất mà không biết tiền nhiêu, nhưng mà đau khổ 10 năm là quá. Vì thôi mà làm khổ kiểu này mà không biết người yêu khổ cỡ nào nữa. Cho nên không cần thiết. Nếu mà mình nói mình mất trong cuộc đời này, mình sẽ mất nhiều nữa chứ không phải mất tiền không đâu. Mất tình cảm nè, mất sức khỏe nè, mất sự trẻ trung nè, đủ thứ mất hết. Cho nên đó, ông Duy Ma Cật đó, ông thị hiện cái tướng bệnh chứ ông đâu có bệnh. Nhưng mà thị hiện cái tướng bệnh để chi? Ta nghe ông bệnh ta tới ta thăm. Rồi ta thăm đó, lúc đó ông có cơ hội ông thuyết pháp. Cho nên thỉnh thoảng mình bệnh mà ai tới thăm mình đó, đừng có rên không. Ai mà lại thăm trời ơi chắc thích chết cho đâu còn mong chi sống. Rên không à. Mỗi người tới mình thuyết pháp cho người ta nghe, mình biết tâm tánh họ sao mình nói. Chị ơi mấy ngày nay tôi nằm đây tôi quán chiếu. Thấy không, mình lúc mình sống mình nóng nảy mình la hét, tới hồi mình bệnh đây một câu nói cũng không nổi. Lúc sống mà giành giật đủ thứ hết, tới hồi nằm trên giường bệnh miếng nước uống cũng không trôi nữa. Trời mấy ngày nay tôi nằm đây tôi thấy tôi quán chiếu. Nhân cơ hội đó nói cho người ta nghe. Người xưa có câu:
con chim mà nó sắp chết, tiếng kêu nó nghe bi ai. Người mà sắp chết, lời nói ra thường là lời nói lầm. Điểu chi tương tử, kỳ thanh giả ai. Nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện. Điểu chi tương tử là con chim nó sắp chết, kỳ thanh giả ai. Trời ơi, cái tiếng kêu nó nghe bi ai lắm. Nhân chi tương tử, người mà sắp chết, kề cận cái chết, kỳ ngôn giả thiện. Lời nói của họ bây giờ bắt đầu lầm hiền ra. Tại vì mình đang đứng một cái phương diện của người bệnh nói. Lúc bình thường mình ra ngoài chỉ chỗ. Trời ơi, tới hồi bệnh nằm đây rồi bác sĩ kêu ngồi là ngồi, đứng là đứng. Không cho ăn là không được ăn. Mình cũng có lúc chứ. Bây giờ tôi nằm đây tôi cũng quán được chuyện nữa nè. Xong có khúc, người có lúc. Tôi cũng thấy được nè. Mình dọc ngang, dọc nè, ngang nè. Cho nên hồi xưa người ta viết mấy câu đối. Hoành phi, hoành phi là cái bảng viết ngang vậy, là treo mấy trên trước mấy cửa ngạch cửa. Cái bảng đó là hoành phi. Hoành là đi vậy nè. Cho nên các anh nào mà kêu tung hoành đó, các anh nào mà tung á là đường dọc, hoành là đường ngang. Anh nào mà hung dữ mà quá trời, trời ơi cái anh đó tung hoành dữ lắm. Chữ tung là nhảy theo đường dọc, mà chữ hoành là nhảy theo đường ngang. Nói theo tiếng Việt là gì? Dọc ngang. Tiếng Hán là tung hoành. Mình có tung hoành cỡ nào, có dọc ngang cỡ nào. Nhiều lúc Pháp Hòa đi đám tang mà những cái người mà họ làm lớn, họ có chức sắc, họ làm những cái việc mà gọi là Pháp Hòa đi đám tang mà cái lúc mà liệm họ đó, bưng họ để vô quan tài, Pháp Hòa quán, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Một con người nghĩa là lúc sống đó, là làm đủ thứ hết, chỉ chỏ hét hò làm đủ thứ hết. Lúc mà chết nằm ra đó, ai muốn ngắt muốn nhéo, thậm chí ngậm miệng vậy nè, mà con cháu nó nói nhét giùm tôi cái hột sòn vô. Trời ơi, lấy lúc nó cứng ngắt rồi, cái xác nó cứng rồi mà nó còn lấy keo nó bôi cái miệng, mà bây giờ tự nhiên đâu đem cái hột sòn vô nhét, chịu ngậm ngọc mà không nhét vô được. Nó lấy cái nhíp á, nó băng ra nó nhét vô đó. Bình thường mình nhét người ta. Thì cái lúc mà đi đám tang mà bưng cái xác chết mà để vô quan tài là cái giây phút đó, Pháp Hòa suy nghĩ rất là nhiều về cái kiếp sống của con người. Cho nên đó, nếu mà nói là, nếu mà hỏi mình ơi, mình có thích tung hoành không? Dạ vậy không thích. Tôi không muốn người khác phải phục tùng tôi, nghe tôi ngóng tôi chứ. Nhưng mà đi gặp những cái cảnh đó rồi, con người mình bắt đầu nó phải đầm xuống. Cho nên đi hộ niệm á cho người chết á, họ có công đức không? Công đức lớn lắm. Và cái công đức đầu tiên là ai hưởng? Mình hưởng cái công đức đó. Đi cái đám tang về, trời ơi, xìu xuống. Đường tuần đỡ lắm á. Tuần sau có đám khác. Mà hãy bữa nào mà mình quên cái đó rồi, nghe ngóng coi chỗ nào có đám tang đi tụng đó. Thưa đại chúng, có nhiều người mất do bệnh tật, không thể nào đưa ra để liệm được, mà phải để vào một cái bao ni lông zip lại. Vì cái xác bắt đầu nó có mùi, nó chảy nước. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cho mình một cái quán chiếu, một cái tư duy. Cái cảnh á, con người mình có mắt nhìn sắc, có tai nghe âm thanh, và cái cảnh, cái duyên đó nó làm cho mình phát khởi tâm tư. Quý vị đi vào trong nhà dưỡng lão một vòng rồi thôi, quý vị về quý vị hạnh phúc lớn lắm đó. Bác nào mà con cái còn thương, vô đó rồi cái về nhà dễ thương hơn nữa, không có khó dễ với con cháu.
nó còn thương mình, nó chăm sóc mình là mình mừng rồi. Rồi đi vô trong đó, nó thay rên thân phận của mình, vô trong đó rồi biết mình nó 80 vậy nè mà còn lái xe đi ào ào là mừng rồi, còn ăn biết ngon, ngủ biết được là tốt rồi. Cho nên nếu mà nói tu thiền á, chỉ cần bước ra ngoài thôi là thiếu gì cảnh để tu. Phật pháp nằm đầy dẫy trong cái xung quanh mình hết á. Cái quan trọng là chúng ta có đủ chánh niệm để chúng ta tư duy không. Con rất thương mẹ con, nhưng mẹ bị nghiệp cái miệng hay nói khiến người khác buồn lòng hoặc xích mích nhau, và mẹ bị con ma cờ bạc làm cho tính tình nóng nảy, về nhà hay la lối kiếm chuyện khiến gia đình không vui, không ai khuyên được, lúc nào cũng thấy bản thân đúng còn mọi người khác là sai. Con rất thương mẹ nên con càng buồn, vì nếu mẹ con cứ như vậy là mẹ con rất khổ. Việc con theo đạo Phật hay ăn chay mẹ cũng không vui, mà vì con chưa tinh tấn nên những điều này khiến con buồn khổ. Nhưng con bệnh không thể đi đâu ra khỏi nhà, đi lên chùa hay đi đâu con cũng sợ làm gánh nặng cho người khác. Giờ con được đi mấy ngày này con rất an vui. Quý vị thấy nghe một câu chuyện rồi mình thấy, mình nhìn lại mình có phước hơn không? Phải không? Rồi mình thấy cái khổ của mình á, mình đem cho cái khổ của người khác, mình đâu lại gì đâu, phải không? Cho nên từ đó rồi cái bệnh xa, bệnh than của mình nó cũng giảm. Quý vị nhớ cái câu của bà hay đọc á: so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cái vũ trụ này nó mênh mông như vậy mà cái nỗi buồn khổ của mình nó là cái gì? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Bây giờ mẹ đang lâm vào cái nghiệp ghiền cờ bạc, tánh tình nóng nảy, mình đâu có khuyên được. Tại vì thứ nhất mẹ là mẹ, nghe chữ mẹ là biết là mẹ rồi. Đó là mình làm con là mình đâu có làm gì được. Vì sao? Nghiệp của mẹ nặng mà phước mình thì ít. Trên hình thức mình là con thì cũng khó nói rồi, chưa nói đến cái đạo lực với nhau. Thì bây giờ á, chị anh chỉ có thể làm một việc thôi, là tinh tấn dũng mãnh tu tập để chuyển hóa cái nghiệp của chính mình và tăng trưởng cái phước. Mà khi cái phước mình nó đủ thì nó chuyển được nghiệp của mình. Mình không làm được, mình phải nhờ lực, nhờ cái tha lực. Mình tu của mình có hai loại lực: một là tha lực, hai là tự lực. Mà mình muốn được cái sự, mình muốn được cái sự gọi là tha lực á, thì tự lực mình phải tu tập. Vì mình tu tập, mình tự lực được á, thì tự nhiên cái tha lực nó chiêu cảm. Bây giờ phải vào ví dụ vậy nè. Ví dụ như là bây giờ mình muốn mở một cái cửa tiệm làm ăn, muốn mượn tiền người thân mình, hay là mình xin người thân ủng hộ. Cái người thân mới chưa tin tưởng mình lắm, mà người thân nói bây giờ người thân muốn thấy mình đó, khởi sự việc đó làm trước đi, rồi tôi thấy anh làm ăn sao, rồi tôi thấy rồi từ từ rồi tôi ra tay tôi giúp. Vì mình muốn chiêu cảm cái tha lực á, là tự lực mình phải có, thì cái nó mới chiêu cảm được cái tha. Cái tha là cái bên ngoài. Cho nên á, quý vị nhớ là muốn cảm hóa hai á, thứ nhất là phải nói tới cái duyên, thứ hai là phải nói tới cái phước. Đại chúng có nhớ á, là Đức Phật cũng không độ được hết tất cả mọi người à nha. Nhớ không? Phật á, có thể biết tất cả những chủng nghiệp của chúng sanh, nhưng không thể nào độ những người không có duyên. Phật quá hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Cái chữ bất này nghĩa không có nghĩa là hoàn toàn không, nhưng mà phải chờ đến lúc duyên nó đủ. Đức Mục Kiền Liên á, ngài Mục Kiền Liên á, ngài Xá Lợi Phất á, Đức Phật
các vị đệ tử lớn không độ được một bà đại thí chủ ở thời Đức Phật. Vậy mà có một người độ được là chú Tiểu La Hầu La, mới có 7 tuổi mà độ được bà. Vì bà thấy chú Tiểu dễ thương quá, bà đi theo chú Tiểu về chùa. Và chú Tiểu nói bà nghe, mấy thầy kia nói bà không nghe. Có không? Có nhiều khi cái duyên mà. Cho nên đó, ở đây phải nói tới mẹ con Pháp Hòa mới vừa nói cái bài giảng đó, nhân duyên giữa mình với con cái. Có nhiều khi con lo cho cha mẹ hết sức mà cha mẹ vẫn không hài lòng, vẫn la rầy, vẫn nghe là đủ thứ, mà còn cái người kia làm khổ mẹ quá trời mà mẹ nghe, mẹ thương, mẹ chăm sóc, mẹ đổ đằng vô. Nếu mình nhìn vô cái nghiệp lực đó, theo Phật nói là gì? Cái người con mà lo cho cha mẹ hết lòng mà cha mẹ vẫn không quan tâm đó, người con đó đến để trả nợ. Còn cái người kia là đòi nợ. Con nó có 4 dạng mà: loại báo ân, loại báo oán, loại đòi nợ, loại trả nợ. Cho nên nếu mình là một người con mà lo cho cha mẹ, mà gặp cha mẹ không có biết thương nghĩ gì mình đó, cũng không có gì buồn. Trên đời này hiện thực mình nói đó, đời này là người đời là cha mẹ tôi, thì thôi tôi có làm được gì cho cha mẹ thì tôi làm. Còn nếu quán chiếu về nghiệp duyên sâu xa thì thấy rằng tôi đến đây để trả nợ cho cái gia đình này, cha không có gì buồn, mà vui là mình có khả năng làm được việc đó. Mấy chục năm trước gia đình con vợ chồng chia ly, con đã trải qua nhiều đau khổ. Con may mắn biết được Phật Pháp và nương nhờ Phật Pháp mà con buông bỏ được đau khổ. Con phát nguyện, nếu như những người đang lâm hoàn cảnh giống con xin chia sẻ gánh bớt khổ đau giúp. Vậy khi con phát nguyện như vậy thì có sao không thầy? Làm sao? Đã phát nguyện không sợ rồi thì giờ hỏi có sao? Thưa đại chúng, đây chính là cái tâm hạnh của Bồ Tát. Để Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện của Đức Phật. Trong kinh kể, Đức Phật có một kiếp là một người con bất hiếu. Khi mà còn sống với gia đình đó, thì rất là thương mẹ và chăm sóc cho mẹ. Một hôm á, nghe người ta đồn ở đảo Maui làm ăn khá lắm, cho nên nhất định là ra đảo để làm việc. Người mẹ nghe con mình đi, sợ con mình lâm nạn, cản không cho đi, mà người con này vẫn nhất định đi. Đến khi mà nhất định ra tới cửa thì người mẹ quỳ xuống, nắm chân của người con lại, như là cố ý là kéo chân. Thì người con này nắm tóc mẹ, lôi mẹ ra ngoài, và nhất định gọi là bứt rứt tóc ra khỏi cái chân mình để mà đi. Thì khi mà ông trôi dạt trên cái đảo đó đó, thì ông lại tấp vô những cái nơi rất là sang trọng, giàu có, đẹp lộng lẫy như tiên cảnh. Ông ở đó đâu được 5-7 ngày, rồi ông lại tiếp tục đi, mà ông lại dừng 5-7 cái chỗ như vậy, và chỗ nào ông cũng được hưởng cái sự an vui hết. Đến cuối cùng ông đến một cái nơi đó, thì ông bước lên cái chỗ đó thì hoàn toàn những cái cảnh trước kia là không giống nữa. Bây giờ ở đây là một cảnh khổ đau, chảo dầu, nước sôi, cột đồng, vân vân. Hỏi ông tên gì? Ông nói đúng cái tên đó. Thì vừa dứt lời nói cái tên đó thì ông đã thấy cái thân của ông đang nằm trên cái đống khổ đó, hai tay giang ra lửa cháy phừng, đầu thì niền sắt, vân vân. Ông mới xoay qua ông hỏi, tại sao tôi gặp cảnh này? Thì ông được biết 6-7 cái cảnh vui trước đó là phước của ông. Trong 6-7 năm qua, ông đã hầu cho mẹ, chăm sóc cho mẹ bằng cái tấm lòng của mình. Nhưng mà cái đó nó ngắn, cho nên hưởng phước mỗi chỗ một chút thôi. Đây là cái chỗ ông trả cái quả mà ông bất hiếu. Và tôi cho ông biết rằng những người xung quanh đây đều là những người cùng nghiệp với ông hết. Lúc đó ông thấu, ông nhìn và ông thấm được cái khổ của tất cả. Ông phát nguyện, tôi
xin phát nguyện thay thế cho tất cả những người con bất hiếu trên đời này chịu những quả khổ. Thì khi ông vừa dứt lời, xiềng xích lửa đập tất cả xung quanh ông biến mất hết. Thì cái câu chuyện đó đó, nó muốn nói cái chỗ này nè. Khi chúng ta khổ, chúng ta thấu đáo được cái khổ của những người cùng cảnh ngộ với mình, mà mình phát nguyện giang tay trợ duyên giải khổ hay là chịu khổ cho họ. Thật mặc dù mình vẫn khổ, nhưng trong lòng tận trong tâm can mình có vui không? Vui. Tại vì trọn được cái nguyện của mình. Mà khi mình càng làm thì mình lại càng hạnh phúc, là vì mình thấy mình đã cứu được những người cùng cái khổ với mình. Cho nên á, khổ chừng nào thì nguyện lực càng sâu là như vậy đó. Càng khổ nguyện càng thâm. Chữ thâm là sâu đó. Cho nên đó, tại sao Đức Phật phát được cái câu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Biết tại sao không? Và Ngài lấy cái gì để Ngài phát được cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ? Vì Ngài lấy cái khổ thứ nhất là khổ đến, thấy chúng sanh khổ, cho nên mới phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Như vậy thì cái đối tượng để phát nguyện cái câu đó là đối tượng của đối tượng gì? Khổ. Cho nên Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, khổ chừng nào mình tu dữ chừng đấy, đúng không? Mình mà khổ ít rồi tu lai rai, tu sơ sơ, khổ nhiều chừng nào tụng kinh dữ dội chừng đấy. Mình mà khổ đó nghe, bây giờ kinh Lương Hoàng Sám mà dày 10 cuốn kiểu này, mà nói mà lại mà hết nghiệp cũng lại nữa. Nhưng mà bình thường mà vui mà vô chùa tụng thời kinh cứ lật hoài sao không thấy hết. Còn người mà khổ là tha thiết tụng, không có gì sai hết, không có gì sai hết. Tại vì khổ là đối tượng để tu, khổ là đối tượng để phát nguyện. Cho nên nè, Đức Phật phát nguyện thấy cái khổ của chúng sanh vô cùng vô tận, cho nên Ngài nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thấy cái nguyên do tạo khổ của chúng sanh vô cùng vô tận, cho nên Ngài nguyện câu thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện độ. Thấy được con đường vắng mặt của khổ là một cái gì kỳ cực của hạnh phúc, cho nên Ngài phát nguyện sao? Pháp môn vô lượng thệ nguyện độ. Thấy được cái chỗ con đường đi đến quả vị hết khổ cùng cực, cho nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Như vậy tứ hoàng thệ nguyện nương vào đâu mà phát bốn lời này? Nương vào tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Mà quý vị thường tụng đó, dịch cái bài đó lại cho gọn đó. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Bốn câu đó là bốn câu diễn đạt dịch nghĩa của bốn câu tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện đó. Cho nên vị Phật tử này á, chia tay với người thân của mình, chia tay với người phối ngẫu của mình mà thấu được cái đau đó, cho nên xin nguyện chia sẻ với những người phụ nữ nào mà cùng cảnh ngộ với mình. Đó là phát tâm, phát nguyện. Hỏi có sao không? Chắc sợ là không biết làm vậy có được không. Nếu mà tâm lượng mình đủ lớn, đủ từ bi thì không có gì không được. Có điều là mình có đủ năng lực để chịu đựng không thôi. Mà một khi mà đã phát nguyện rồi thì nhất định đó, các vị mà thiện thần sẽ gia hộ cho mình để cho nguyện lực mình được trọn. Quý vị thấy hai ni sư là phát nguyện về đảo này ở nè, hai mấy năm rồi. Từ một căn nhà lụp xụp mà ha, 10 năm trước Pháp Hòa tới đây nè, vậy mà bữa nay là khác rồi, phải không? Cái này gọi là gì biết không? Tu là trước khổ sau vui. Phật dạy có bốn dạng người nhé. Một là trước khổ sau vui, hai là trước vui sau khổ, ba là trước vui sau vui, bốn là trước khổ sau khổ. Thì mình ở trong cảnh nào?
Kính thưa thầy, con vẫn thường nghe câu y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết mà không hiểu rõ nghĩa lý, xin thầy quan hỷ dạy cho. Cái câu này Pháp Hòa giải thích cũng mấy lần rồi. Thì cái câu là nếu y theo kinh mà diễn giảng thì nói oan cho chư Phật ba đời. Nếu mà mình lìa kinh một chữ mà mình nói pháp thì mình với ma nói giống nhau. Vậy thì câu mâu thuẫn quá. Y theo Phật mà nói thì nói oan cho Phật, mà lìa kinh mà nói là nói theo ma. Vậy nói sao cho đúng? Nói sao cho đúng? Cái câu này chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, tất cả các cái pháp nó đều là Phật pháp. Có những cái không Phật pháp, nhưng mà với cái nhìn của Phật pháp mình cũng có thể nói thành ra Phật pháp. Còn nếu mình y như vậy mình nói là mình nói đúng. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như nãy giờ cái câu hỏi của một người nào đau khổ lên nói đi, mà tự nhiên mình đọc xong câu hỏi mình hiểu được cái đó, cái mình nói tôi khuyên cô đừng có hút thuốc, đừng có uống rượu, đâu dính dáng gì câu hỏi đâu, phải không? Nhưng mà khuyên đừng hút thuốc, khuyên đừng uống rượu có đúng với giáo lý không? Đúng. Nhưng mà nó đúng với bệnh không? Không. Thì thành thử nói đúng chân lý mà không hợp với người là có phải nói này không, này Phật nói và tôi nói lại, nói oan cho Phật. Bệnh nào nói thuốc nấy chứ, người ta bệnh gì mình nói cái đó chứ. Cứ một cái thứ bệnh mà gặp ai cũng nói nó không, tôi nói lời Phật. Cho nên Đức Phật hay lắm, trước khi Đức Phật mất ngài có nói cái này nè: điều gì mà trong luật giới chưa nói, mà sau này các thầy sống ở một quốc độ nào mà nơi đó nó thành ra cái điều mà mọi người phải tuân thủ thì các thầy phải tuân thủ. Không phải, ví dụ Đức Phật chưa có nói một cái giới là không được lái xe nói phone. Bây giờ thời Phật không có cái chuyện đó. Rồi bây giờ luật người ta ra, người ta nói lái xe không được nói phone, không được bấm GPS. Mình nói không, tôi là đệ tử Phật, tôi chỉ tuân thủ giới của Phật thôi. Phật không nói cái này tôi cứ làm xả láng. Nói y như kinh Phật phải không? Nhưng mà nói oan cho Phật. Giờ Đức Phật mới nói là bây giờ người ta nói là cái mà không được nói phone là điều cần thiết phải làm, dù không phải là lời Phật nói, nhưng nó là một luật mà được tất cả mọi người thấy hợp tình, hợp lý và tuân thủ thì chúng ta phải tuân thủ dù đó không phải lời Phật. Mà Đức Phật đã nói rồi, cái gì mà không còn phù hợp không cần theo. Cái gì mình làm nó phải phù hợp. Thì thưa đại chúng là ở cái đảo Hawaii này nó có những cái luật lệ của đảo. Rồi quý vị đi về Oklahoma, quý vị cất nhà nó có luật lệ của Oklahoma, bởi vì ở đó là tornado rất là nhiều. Mình cất nhà phải theo một cái số luật nào đó căn bản để bảo vệ sự an toàn của mình. Cho nên nếu mình y ở đâu mình cũng nói hết, có phải nói oan cho Phật không? Nhưng mà mình lìa một chữ mình nói mà không nương vô giáo pháp mà nói đó, thì coi chừng mình nói không có đúng chánh pháp. Vậy thì cái mà nương theo lời Phật là nói cái gì? Tùy bệnh cho thuốc. Tùy bệnh cho thuốc. Thưa đại chúng, cái tướng của con trâu, mình nhìn đó là mình kêu con trâu, nhưng mà có cái chỗ nào của cái con đó gọi là trâu không? Có không? Không. Chỉ cái này kêu sừng, chỉ kêu mỏ, chỉ kêu tai, không có một cái nào của nó mà được tên là trâu hết. Nhưng mà hợp những cái tướng đó lại và tất cả mọi người đồng với nhau gọi là con trâu. Dù mình giáo lý của mình rất siêu, mình thấy nó không hề có cái trâu gì cả, cũng không thể nói đây không phải con trâu. Người ta nói con trâu thì mình phải nói con trâu. Người ta nói đó là con ngựa, mình cũng phải theo đó mà nói ngựa. Trong kinh Phật nói gì biết không? Chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã.
Mặc dù chân lý mình thấy con trâu con bò con nào cũng là không có tướng thiệt của trâu bò gì hết đó, chẳng qua mình đặt cho nó cái tên thôi. Ví dụ như quý vị gọi cái này là lá dừa, hỏi cái gì của cái này kêu là lá dừa? Không có. Không có cái gì của nó để gọi là dừa hết, mà tại dừa là do mình đặt. Mình đặt cho nó một cái tên. Rồi bây giờ Pháp Hòa tới chùa này, Pháp Hòa nói Bát Nhã, đi ra cắt cho tôi một cái lá dài dài xanh xanh, đem vô tôi đi cắm hoa. Phải lá dừa này? Không, nó không phải lá dừa, vì nó không được làm được cái gì gọi là dừa hết á. Đi suốt buổi người ta không kiếm ra được. Bây giờ người ta ở đây người ta kêu nó là lá dừa, thì mình phải gọi là lá dừa. Mình ở quốc độ này người ta kêu sao mình kêu vậy chứ. Rồi bây giờ một tuần lễ người ta là 7 ngày, ngày xưa tuần lễ là 10 ngày. Không theo, nói không, tôi tuần lễ 10 ngày, bữa nay thứ mấy, bữa nay thứ 8. Rồi ngày mai thứ 2, thứ mấy, bữa nay thứ 9. Ta không biết mình nói gì hết trơn. Mình nói như vậy là mình theo một cái giáo lý gì? Thế giới tất đàn. Thế giới gọi cái đó là cái đồng hồ. Và người ta hiện nay thế giới đang xài giờ 24 tiếng. Thế giới không còn xài tí sủ dần mẹo gì nữa hết. Hỏi mấy giờ thầy? Giờ tí. Khuya nay tôi hẹn anh nửa đêm giờ tí ba khắc nha. Không ai biết mình nói gì hết. Trong giáo lý đạo Phật, mình nói theo thế giới, mình gọi theo thế giới, gọi là thế giới tất đàn. Tất đàn nghĩa là thành tựu. Là thành tựu. Bây giờ là mấy cái nhà hàng chay á, ghi một cái bản menu bằng tiếng Phật giáo rất là hay. Cơm niết bàn. Gỏi bát vị. Rau giải thoát. Trời ơi. Nó nghe xong nó hỏi, ổ cơm niết bàn là cơm gì vậy anh? Anh có biết cơm chiên Dương Châu không? Rồi xong. Người ta đã ăn cơm chiên Dương Châu rồi, người ta biết cơm Dương Châu nó có cái gì trong đó. Anh chỉ cần anh nói gọn một câu là cơm chiên Dương Châu mà chay, là người ta biết anh nói gì rồi. Anh đặt cơm niết bàn. Rồi ta hỏi cơm niết bàn là gì? Dạ giống cơm chiên Dương Châu á. Thật ra muốn đặt cái gì cũng được hết, mà thế giới người ta không gọi như vậy. Mình gọi thì cũng được thôi, nhưng mà nó không phù hợp. Mấy sư khất sĩ Nam truyền, nó đúng nghĩa là chân đạp đất, đầu đội trời. Nhưng mà qua xứ này rồi mình phải mang dép mang giày chứ. Rồi ví dụ như mình quấn y hở cái tay mà đi qua Canada tháng 12 lạnh 40 độ hở được không? Mình phải biết. Cái đó gọi là vị nhân tất đàn. Con người người ta sống vậy, mình sống vậy. Thế giới người ta gọi vậy, mình gọi vậy. Không có làm khác. Nhưng mà trong cái thế giới đó, trong con người đó, người ta vẫn làm vậy. Mình phóng cái ánh sáng của Phật Pháp, của chánh niệm vô, mình chuyển nó được không? Vẫn làm như vậy đó, mà đầy Phật Pháp ở trong. Có gì đâu không được. Ngày xưa là mỗi thầy ba y nha. Đi đâu cũng xách ba y theo. Y hạ, y trung, y thượng. Bây giờ quý vị biết không? Quý thầy đi đâu xách một cái y là gì? Thật ra bộ đồ hoặc họ ở trong là y hạ. Cái áo tràng này mặc là y trung. Cái y đắp lên tụng kinh là y thượng. Vẫn đủ ba y vậy. Chứ đâu phải gom đủ ba cái sắp giải đó đem vô cái vali mới kêu là ba y. Bây giờ mình quấn xà rông hai ống để đi cho nó dễ. Hiểu ý không? Cho nên tất đàn nghĩa là thành tựu. Vị nhân tất đàn, thế giới tất đàn. Nhưng mà tất cả mình làm, mình nói chỉ vì muốn thành tựu. Bây giờ một đứa con nít, mình muốn thành tựu đứa con nít không? Nó hiểu Phật Pháp, mình phải nói tiếng Anh. Nói không, tôi người Việt. Lại đây con, má giảng cho con nghe Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Việt.
Mình giảng Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Anh chưa chắc nó đã hiểu. Bây giờ Phật tử mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh ai cũng là như như cháo, nhưng mà hỏi những cái nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh á là như cơm khô. Vì mình tụng mà đâu có hiểu nói gì đâu. Mình vẫn biết sắc tức thì không, không tức thì sắc, nhưng mà kêu mình ví dụ cái gì gọi là không tức thì sắc, sắc tức thì không, mình nói không có được. Rồi hỏi thế nào là bất tăng bất giảm, nói không được, hiểu mà không nói được. Cho nên đó, nói cái gì nói cũng được hết á, nhưng mà nương vào lời Phật mà nói, mà quyển chuyển lời nói đó, tuy rằng không đúng bài mà nhưng mà không lìa ý kinh, là mình đâu có nói quan cho Phật. Còn mình nói y hệt y chang mà không hợp với ai hết trơn á thì sao? Nói quan Phật. Bây giờ Pháp Hòa mời đại chúng là sáng nay tụng kinh nha, rồi quý vị mới bắt đầu vô ngồi tụng. Nhĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, giọng báo bảo quan, quan trung giọng xuất thiên diệp bảo liên, rồi cũng tụng vậy đó. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Bồ Tát Bồ Đà Tỏa Tát Đát Tha Bằng Đà Cụ Tri Sắc Ni Sam Mô Tát Bà Bằng Đà Bằng Địa Tát Đa Bệ Tệ Tát Bằng Đà. Quý vị vẫn tụng mà quý vị không hiểu nói gì hết trơn. Nhưng bây giờ Pháp Hòa tập hợp quý vị lại và thưa đại chúng, sáng nay mình tụng kinh Phước Đức. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Hiểu không? Hiểu. Vậy thì Pháp Hòa vẫn tụng kinh tiếng Việt mà đâu phải là lìa Phật đâu. Tụng cái gì quý vị hiểu chứ? Quý vị hiểu đến cái câu y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan không? Mình nếu mình rời kinh mình nói quan cho Phật ba đời, là vì mình đem những cái giáo lý mà nó không phù hợp với người đó, người nghe. Đạo Phật dạy chúng ta nên sống đơn giản, không cầu kỳ. Vậy tại sao chúng ta có những ngôi thiền viện hay chùa xây quá lớn, hoành tráng, quá trời ơi cái câu này còn dữ dội à. Hoành tráng quá chà bá luôn. Pháp Hòa cũng biết chà bá là cỡ nào à. Nếu chúng ta dùng tiền đó làm thiện nguyện cứu độ có tốt hơn không? Xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Thưa chỉ dạy thì không có dám, thì Pháp Hòa chỉ chia sẻ thôi. Thật ra ở trong thế giới của con người này, không phải chúng ta chỉ nghèo cơm áo gạo tiền, mà có những chúng sanh người ta không có khổ cơm khổ gạo, mà người ta khổ tâm khổ trí. Mình là một cái người á, nước từ rưới khắp tam thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyền độ tha, thì chỗ nào chúng sanh cần bất cứ phương tiện nào thì mình độ họ bằng phương tiện đó. Không ai bắt mình xây chùa to Phật lớn, nhưng có những người, người ta phát tâm, người ta chỉ muốn cúng dường để xây chùa đúc tượng, vì đó là bổn nguyện của người. Nhưng ngược lại có những người bổn nguyện của họ là cứu vớt những người khổ đói. Mình là người hành Phật sự không giờ phút chán, tám pháp môn tu tám vạn điều thông. Ai đưa mình tiền muốn mình làm ở mục nào mình sẽ làm mục đó. Để làm gì? Để gọi là tùy thuận cái sở nguyện của chúng sanh. Bây giờ ví dụ có những người, người ta không muốn cúng từ thiện, người ta chỉ muốn cúng chùa thôi, ta xây chùa ta đúc tượng Phật. Bây giờ mình không làm thì tiền đó người ta đi casino, người ta làm những việc khác, thì mình muốn họ làm cái gì? Thôi thì bây giờ cửu giả hằng thuận chúng sanh, chúng sanh phát tâm làm gì cần gì, mình hằng thuận chúng sanh làm điều đó, miễn là điều đó không sai với đạo đức. Nếu mà chúng sanh đó nói thầy
Bây giờ con dư 100 ngàn, thầy á đầu tư giùm cho con. Có cái quán cà phê dưới này mà con đứng tên nhiều quá không được, thôi thầy đứng tên giùm con. Không tùy thuận cái đó được, tán phái cái chuyện của mình. Nhưng mà nói bây giờ con dư 100 ngàn nè, thầy giúp cho con làm từ thiện. Mà thưa đại chúng, làm từ thiện có nhiều người từ thiện cũng cũng chọn rồi nha. Tôi á, làm từ thiện á, cho mồ côi thôi nha, người nghèo tôi cũng cho. Có nhiều người từ thiện mà có điều kiện à. Tại sao biết không? Họ nói nghèo chứ chưa đến nỗi, nghèo thôi mà chứ đâu có đói. Tôi cho mồ côi thôi, mà tiền đó mình cho người khác họ buồn, họ không muốn. Họ chỉ muốn cho mồ côi thôi. Thậm chí nói tôi để dành tiền này chỉ mổ mắt cho người mù thôi nha, đem đi chỗ khác là không chịu. Đó từ thiện thôi. Mà người ta còn chọn từ thiện loại gì nữa đó. Mà đã là từ thiện thì thiện từ lòng từ. Việc thiện làm từ lòng từ gọi là từ thiện. Mình thấy điều đó thiện, mình phát nguyện mình làm gọi là thiện nguyện. Người có thiện nguyện đi làm từ thiện. Các thầy hoàn toàn không có đồng nào hết, nhưng mà từ thiện của các thầy là biết lấy tiền của các thiện nguyện đi làm từ thiện cho các vị, tùy theo tâm nguyện của các vị. Có một lần người ta hỏi Pháp Hòa chứ, con thấy những chỗ khác người ta tổ chức hiến máu, sao không thấy đạo Phật tổ chức hiến máu? Pháp Hòa mới nói thì thôi, bây giờ ai cũng hiến máu thì để Phật để máu để làm chuyện khác. Chứ là thấy người ta hiến máu mình cũng đi hiến máu, mà sanh dờn hết rồi làm gì? Có những người người ta hiến máu rồi, thôi mình hiến cái khác, phải không? Cho nên đã là từ thiện, là thiện nguyện thì không nhất thiết phải là cái gì. Cái gì mà làm lợi ích chúng sanh đều là thiện nguyện hết. Bây giờ nếu mình không xây một ngôi chùa, làm một cái trụ điểm để cho chúng sanh quy tụ thì khổ ta không biết tới đây. Mà giờ nếu chỗ này mà không có cái chùa này thì khổ nó đó. Ồ, ở dưới phố đâu có quán bà vui lắm, thì thôi ta xuống đó ta không có cái chỗ để người ta gửi gắm khổ đau. Người ta nghĩ là ta xuống đó ta gửi được, mà ai người ta gửi tiền, gửi sức khỏe, chứ còn khổ đau gửi không ai nhận hết. Cho nên mình nói như vậy để đại chúng thông cảm. Thế đó là Pháp Hòa nói á, chúng sanh mình á, cái nhu cầu đủ thứ hết á, từ cái đời sống tâm linh cho đến vật chất hàng ngày. Cũng một cái lon gạo à, và cái mục đích là để ăn cho no. Mà quý vị thấy không, không bao giờ ăn một lon cơm đó để no đâu. Lấy gạo xay nó ra làm bột, rồi đổ nó ra làm cái bánh mới chịu ăn. Khổ không? Mà hồi nãy nó là gì? Nó là gạo, phải nấu cơm ăn cho nó gọn hơn rồi. Không, ngâm rồi xay ra rồi đổ vô khuôn, kêu cái ọt, kêu bánh khọt. Rồi bỏ một chút màu vô vậy đó, rồi cuốn ra rồi chấm vậy đó. Hỏi gì đây? Bột gạo làm từ gì? Bà gạo. Mà ăn chén cơm là không chịu, tức là nhu cầu mà. Một cái ăn thôi mà mình cũng phải quá trời đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mà nếu hai ngày ở đây mà đãi quý vị ha, hồi sáng quý vị ăn cái gì? Ăn rau xào, tàu hủ ki quấn rong biển kho. Mà nếu hồi trưa ăn vậy ha, chiều nay ăn vậy ha, trưa mai ăn vậy ha, chiều mai ăn vậy ha, mai mốt chùa Từ Hạnh mà gửi thơ ra mời khóa tu đó thôi. Tôi tới chùa Từ Hạnh rồi, một lần tôi từ giả luôn. Nhu cầu chúng sanh. Pháp Hòa thưa vậy đại chúng có nắm được cái ý không? Tùy. Và thưa quý vị là thí dụ như bây giờ á, mình treo ở trong nhà mình một cái bức tranh, một cái chữ gì đó, thì người ta đi ngang ta vẫn đọc. Nhưng mà nếu một cái chữ nào đó mà nó có tính cách hướng thiện, hướng thượng cho người ta, cái câu đó có tác dụng lớn. Ví dụ câu này: Peace in one soul, peace in the world. Nghĩa là một người có hạnh phúc, có an lạc thì an lạc cả thế giới này. Nói theo tiếng Việt là tâm bình thế giới bình. Thì cái người ta đọc cái câu này, tự nhiên
người ta phát triển cái hiểu của người ta và cái tu tập của người ta. Người ta có quyền đi mua bất cứ bức tranh nào về người ta treo, nhưng mà có những bức tranh nhìn nó vậy thôi chứ không có gì hết á. Nhưng mình treo một bức tranh của Phật, của Bồ Tát á, ai đi ngang nhìn Quan Âm đó, không nói ra bằng miệng mà trong lòng cũng khởi cái ý Quan Âm. Mà người ta đi ngang ta hỏi chị, cái này là cái hình gì của ai vậy? Ồ, đây là Quan Âm Bồ Tát. Miệng mình nói được chữ Quan Âm Bồ Tát. Như vậy thì cái hình đó đó, nó có tác dụng, nó giúp cho người ta thanh tịnh con mắt, thanh tịnh cái miệng, qua nói hiệu của cái vị đó, nhìn thân tướng của vị đó. Khi mình phạm giới, nhất là number 3 mình phải làm sao để sám hối, để mình được tha thứ. Thưa đại chúng, nhà Phật mình có câu gì ai nhớ không? Tội từ tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải đều không, thế mới thật là chân sám hối. Tội từ đâu khởi? Từ tâm khởi, thì cứ cái tâm đó mà sám hối. Nếu mà tâm tịnh rồi á, thì cái chữ tội liền tiêu này không có nghĩa là cái tội trước nó tiêu nha, mà cái nhân tội nó tiêu. Tâm mà tịnh rồi là nhân tội nó sẽ tiêu, không còn nghĩ tưởng nữa. Và cái tâm móng khởi về nó gọi là tội tiêu, do tâm tịnh cả đều không. Tại sao? Vì mình thấy đó là cái sai, cái quấy, cái dở, cái ràng rỡ chúng ta không làm. Cho nên cái câu đó, ngay câu đó là đủ cho mình để hiểu được cái ý nghĩa sám hối. Rồi cô, chỗ sao còn hả? Tưởng đâu hết rồi chứ. Thưa thầy, nhận một thầy làm sư phụ và đi theo sư thầy đó là như thế nào vậy thầy? Con muốn theo thầy nào con phải hỏi thầy đó, tại mỗi thầy có một cái policy riêng. Nếu Phật tử muốn thọ Bồ Tát tại gia giới thì phải làm sao? Ở đây có quý vị nào biết Bồ Tát giới không? Có biết không? Quý vị nhớ Phật giáo có 3 câu: không làm các việc ác, nên làm các việc lành, rộng độ khắp chúng sanh. Khi mình thọ ngũ giới, năm giới, đó là mình thực hiện câu thứ nhất là bỏ tất cả điều ác. Bằng chứng nè, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu là bỏ ác. Rồi bước lên thứ hai là thọ 10 điều lành nè: không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không đâm thọc mà nói lời hòa giải, không nói lời ác mắng rủa mà nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà nói lời có ích. Ý mình thì giảm tham, giảm sân, giảm si. Mà muốn giảm tham á thì phải tập và tri túc, biết đủ để giảm tham. Muốn giảm sân thì phải quán từ bi. Muốn giảm si mê phải tu trí tuệ. Đó là bước thứ nhì, là làm tất cả việc lành. Rồi khi nào mình bước lên thềm thang thứ ba là rộng độ khắp chúng sanh, là thọ Bồ Tát giới. Như vậy điều kiện thọ Bồ Tát giới là phải có gì? Một là phải có tâm Bồ Đề, hai là phải có tâm từ bi. Tại sao phải có tâm Bồ Đề? Tại vì mình có tâm Bồ Đề rồi á, thì cuộc đời này khổ não trong gai cực nhọc cỡ nào mình không có thối lui. Tại vì mình là Bồ Tát thì phải phát tâm Bồ Đề cho dũng mãnh. Vượt đã là Bồ Tát á, thì phải có lòng từ bi là gì? Cứu độ chúng sanh. Mà thưa đại chúng, cứu độ chúng sanh dễ hay khó? Khó lắm. Nhiều khi thương chúng sanh mà chúng sanh không có thương mình, chửi lại mình không giúp người mà người không có biên ơn mà quay lại còn hại mình. Bồ Tát có thối lui ở con đường đó không? Nếu mà không thối lui thì mới đủ cái điều kiện thọ Bồ Tát, là phải phát tâm Bồ Đề, phải có lòng từ rộng lớn. Mà thể hiện cái điều đó là phải gì? Phải ăn chay trường. Mặc dù không có nhiều vị đó là không bắt buộc ăn chay 2 ngày 10 bữa được rồi, nhưng mà không thể. Tại sao? Bây giờ nói là Bồ Tát là phải cứu giúp,
Bây giờ người ta tới người ta xin mình đó, một lần người ta xin tiền mình không có tiền mình cho, cái điều này là mình không có thể cãi được tại mình không có tiền. Nhưng mà cái ăn là cái mà mình control được, cái ăn là cái tự thân của mình. Mình không có cho được cái gì hết, nhưng mà ít nhất mình cũng cho được cái miếng ăn. Bồ Tát là nói lòng từ bi mà ngày nào cũng ăn chúng sanh hết thì sao kêu Bồ Tát? Có phải không? Cho nên cái điều kiện thọ Bồ Tát giới căn bản nhất là phải có ăn chay trường. Tâm Bồ Đề phải vững và lòng từ bi phải lớn. Cả hai cái kia là do mình huân tu, từ từ nó phát triển. Còn cái trước mắt mà phải thực hiện cho được là phải ăn chay trường. Vậy thôi. Còn nói là thôi tôi thọ Bồ Tát giới là tôi ăn chay tháng 2 ngày được rồi, ai bắt mình đâu, phải không? Nhưng mà cứu độ chúng sanh đâu không thấy, mà thấy mỗi ngày chúng sanh độ mình rồi đó. Chúng sanh nào cũng phải hy sinh cho mình hết thì thôi không xong rồi. Còn có một thắc mắc không hiểu là trong kinh Pháp Hoa và các kinh khác Phật thuyết là tất cả đều không, nhưng duy có kinh Đại Bát Niết Bàn và phải chấp có. Xin thầy giải thích cho con. Dạ thưa đại chúng, Đức Phật đã xác định cái chữ không mà đại chúng cần hiểu cho rõ. Mà ông hay nhắc hoài là đừng bao giờ hiểu lầm là không có gì hết. Mà chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh luôn luôn nói với chúng ta là không thật có. Hai cái đó nó khác nhau. Không có gì hết nghĩa là nothing. Không thật có là not real. Mà Đức Phật muốn nói là not real chứ không phải là nothing. Không phải là không có gì hết. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Hư không có không? Nhưng mà nắm bắt được hư không không? Như vậy thì ai nói hư không là không? Không nói được. Nói không sao nó có đấy? Mà nếu nói có sao nắm được? Vậy thì cái hư không này là thuộc dạng gì? Chân không diệu hữu. Chân không là nó là cái không thật có, nhưng mà nó có một cách rất màu nhiệm. Lấy cái radio ra đây, ghim điện vô là nó bắt sóng ngay, mặc dù không thấy có bất cứ một cái gì ghim vô nữa. Cái thân này là không, nhưng mà cái không này là không phải không có gì hết. Không có gì hết sao ngồi đây? Thì phải thấy rằng thân này là có mà không thật. Nếu nó thật là nó không thay đổi, còn nó thay đổi thì phải nói nó là có mà không thật có. Vậy thì Niết Bàn Kinh muốn nói với chúng ta là cái có của diệu hữu, phải không? Còn nếu mà hơn nữa đó, vì phương tiện độ với chúng ta, nếu nói có Niết Bàn, nếu nói là có Niết Bàn là để chúng ta hiểu rằng đưa cái tâm mình tới một cái có đó. Đến khi mình đạt được Niết Bàn rồi thì chừng đó mình không có cũng không sao. Tại vì Niết Bàn là một trạng thái của tâm, một trạng thái của tâm, chứ đâu phải là cái nơi chốn để mình tới. Nhưng mà giờ mình chưa biết, chưa hiểu thì phải lấy Niết Bàn ra để nói. Nói Niết Bàn có Niết Bàn. Nhưng mà khi mà mình thấu đáo được cái chỗ đó rồi thì không cần giải thích Niết Bàn, mà mình đã nhận ra được Niết Bàn. Vì Niết Bàn là sự an lạc, sự thảnh thơi, sự giải thoát. Ví dụ như bây giờ là nghe dẫn quý vị đi qua đảo, mà thiệt sự nói đi qua đảo chứ có đi gì đâu, toàn bay không à. Mà ra được tới đảo rồi thì đấy. Cho nên á, cái không mà nhà Phật muốn nói là cái không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Phật thuyết phàm sở hữu tướng giai thị hy vọng, kể cả vũ trụ và thế tái ta bà này, về thế giới cực lạc và thế giới Phật Đông Phương Tây Nam Bắc thế Phật khác, có phải là hình tướng rồi phải không? Phải bị hư vọng không thầy? Nó tùy theo phước báo. Ví dụ như á, ở cái cõi này là tất cả mọi cái tướng á, nó thành tựu là do nghiệp. Do nghiệp, do oán thù, do oan trái. Nhưng mà có thể ở những thế giới khác đâu phải do nghiệp mà do công đức tu hành. Quý vị ý không? Mà cái chỗ gì mà thành tựu bằng công đức tu hành thì cái thế giới đó bất khả tư nghị. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Cái nhà mà hai vợ chồng hùng tiền lợi mà mua đó,
với một cái ngôi chùa mà bá tánh mà hùng lại mà cất á, cái nào last long hơn? Cái này, tại vì sao? Cái chùa này là thành tựu bởi cái nguyện vọng và của tất cả tâm lành của chúng sanh, cho nên không ai có quyền bán chỗ này hết á. Nhưng mà cái nhà mà hai vợ chồng mà tạo nên á, chỉ có thể bán trong vòng một tiếng đồng hồ. Vậy thì nó cũng hình thành bằng nghiệp, cái này cũng thành thành là nghiệp, nhưng mà nghiệp thanh tịnh, cho nên cái sự có mặt của nó bất khả tư nghị. Mà quý vị thấy bất khả tư nghị thật. Tự nhiên hai sư cô đâu có đi làm, không có đi làm có gì hết á. Mấy thầy xây chùa quá trời quá đất mà có thầy nào đi làm đâu. Vậy thì quý vị thấy cái thế giới một ngôi chùa nó tạo có phải là bất khả tư nghị không? Do công đức. Còn cái nhà mình mà tạo ra là do mồ hôi nước mắt của mình dựng lên, và trong đó có ngã chấp của tôi có trong đó nha. Ông lãng quảng là chia hai. Cái này là không, cái này là do nghiệp tạo. Pháp Hòa ví dụ vậy để quý vị thấy được hai thế giới. Cái có những thế giới mình không tới đó mình không dám bảo đảm. Đấy không? Nhưng mà nói là nếu mà nói cái gì mà có tướng là hư vọng là đúng. Thí dụ như thế giới cực lạc có hư vọng đi nữa, nhưng mà cái sự hư vọng đó cũng bất tư khả tư nghì lắm. Tại sao? Tại vì chúng sanh hiểu được cái chỗ đó cho nên còn bất chẳng bận lòng. Còn cái thế giới của mình á, còn bất thì rất là bận lòng và rất là khổ đau. Đừng có nói mất nhà mất cửa nha, mất bộ đôi dép thôi. Đi chùa mới mua đôi giày 200-300 gì đó mang thôi, mà ra ngoài mà ai mang lộn một cái rồi là thôi trời ơi. Cho nên nếu mà bây giờ mình nói hai, nếu mà nói về cái sự tồn tại, cái tồn tại của công đức mà làm nó khó khác hơn cái công đức cái mà do chúng ta làm. Có nhiều khi đời này á, mình sanh làm một con người, nhưng mà có thể trên cơ thể mình có một chùm lông nào đó giống lông heo, lông khỉ từ nhỏ ra luôn. Cái đó là dư báo đời trước mình có thể là một con vật đó, đời này mình tái sinh được làm người, nhưng cái dư báo nó còn. Pháp Hòa gặp có một cái người đó, cái dư báo họ còn á là cái miệng họ, xin lỗi đại chúng á, nó như con voi vậy đó. Ở trước này nó có miếng thịt ra vậy nè, thì mỗi lần ăn là phải dở miếng thịt đó lên, đó là dư báo. Vậy thì trong chúng ta ngồi đây, chúng ta được nhận cái quả báo tốt, cho nên cái thân thể mình có thể 70%, 80%, nhưng chúng ta còn 10% của dư báo. Mà hơn nữa, nếu chúng ta không có nghiệp, chúng ta không có mặt ở cõi này, vì cõi này kết tinh có mặt bằng nghiệp lực. Còn các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền mà người ta xuất hiện đời này để độ sanh là các vị đó xuất hiện bằng nguyện lực. Còn mình là nghiệp lực. Nguyện lực là sao? Là do các ngài nguyện cho nên các ngài không khổ, cực mà không khổ. Còn mình là do nghiệp cho nên chuyện gì mình cũng rên hết á. Hỏi tới mình á, rên nghèo, rên khổ, rên đủ kiểu hết á. Hỏi sanh ở đâu? Cuối cùng sanh ở Quảng Ninh hết. Người nào cũng nguyên lò than. Vì chúng ta nghiệp lực, mà cái lực là cái sức mạnh nó lôi mình. Thí dụ nè, cái người mà người ta bằng nguyện lực phải không, cái chuyện nó đến ta vẫn từ chối được, tại ta thấy được cái lý tưởng, cái nguyện của người ta. Còn mình là cuốn hút theo nghiệp. Nhiều khi mình thương cái người đó mình bất chấp, nhiều khi mình muốn được cái việc đó mình bất chấp. Quý vị thấy ví dụ bây giờ con người mình có tham không? Có. Nhưng mà cái người tu á, ta tham đúng chuyện, tham đúng lúc, và thậm chí tham vừa chừng, và thậm chí không tham. Thôi tham sao được mà tham. Còn chúng ta thì khác á. Chúng ta nhiều khi thích cái đó rồi, không có tiền cũng đi mượn mua nữa. Cái nghiệp nó lôi. Vì cái thích của mình mà mình không biết rằng mình không có khả năng. Cái việc đó của mình mà mình biết rằng mình với không tới, nhưng mình vẫn miễn cưỡng mình làm. Vì lúc đó mê lầm nó che lấp, và cái nghiệp nó lôi mình. Cho nên nghiệp thì hay nguyện nó đều có cái lực, cái sức mạnh của nó. Thầy trụ trì là vừa làm chùa vừa đi học, nhưng mà thầy đâu có khổ. Vì sao? Vì cái nguyện của thầy, cho nên nó có sức mạnh. Đi tới chùa kia mấy trăm cây, đi về chỗ này mấy trăm cây số, đi mấy tiếng đường xe,
đi liên tục mà không có khổ, tại vì cái nguyện của thầy nó có sức mạnh, nó đưa thầy vượt được. Còn mình á thì khác, mình không có nguyện, toàn nghiệp không à, sống theo nghiệp không à. Thích cái đó rồi 500 cây số cũng đi nữa. Mà không thích xác dách không thèm nhìn. Cái nghiệp, cái đó mình sống theo cái nghiệp. Cho nên á, nếu như trên đường tu tập của chúng ta, chúng ta thấy những cái khó khăn nó đến với mình, thì phải biết rằng cái này là cái nghiệp của mình, một phần quả báo mà chúng ta phải nhận. Để làm chi? Quán như vậy để làm gì? Để không hận thù cái chuyện đó, không ghét bỏ chuyện đó, mà nhẹ nhàng tiếp nhận lướt qua. Nếu như mình đi tìm toàn là người dễ thương không á, chắc không có ai hết trơn. Tại vì người nào á cũng có một phần dễ thương, mấy chục phần dễ ghét. Vậy mà thậm chí mình thương người đó quá, mình không nói trời dễ thương, nói trời dễ ghét, dễ sợ. Lúc thương quá thì mình nói là dễ ghét, mà lúc mà ghét thiệt cái bắt đầu nó ghét. Mà cái ghét mà bằng ghét mà thương á, cái âm điệu nó khác, cái con mắt nhìn nó khác, thậm chí cái tai nó khác, thấy không? Ghét dễ sợ mà còn dỗ một cái nữa. Hỏi làm gì? Đánh yêu. Làm gì? Mắng yêu. Còn nếu mà mình ghét thiệt cái là cái răng mình nó nghiến lại, con mắt mình nó trợn lên, thái độ mình nó khác, nó có gia vị của nó hết á. Cho nên khi mình tu mà có trở ngại thì quán để vượt là gì? Báo oán. Pháp Hòa kể đại chúng nghe, có một vị thầy tu đó, thầy đi thuyết pháp xong thì cái cô đó cổ thương thầy quá, và cổ xin bị cổ con của một vị quan, thì cổ xin cha của cô á, là lên điều đình với vị thầy đó, xin vị thầy đó ra đời để mà cưới cô. Thì cái vị thầy này dứt khoát không. Thì cuối cùng á, cô này cổ ngồi trước cửa phòng của thầy, thì thầy này thấy không xong rồi, thì thầy mới lên núi thầy tu. Thì cô này quỳ khóc ở trước cửa khất á, là xin thầy hãy, bây giờ không cần nhìn mặt thầy luôn, chỉ cần thầy đưa cánh tay ra cửa cho cô cầm cánh tay thầy, để cô thỏa cái tình thương nhớ của con. Thì cuối cùng á, thấy cái nghiệp lực này mình đã gieo nhiều đời rồi, cuối cùng thầy đưa cánh tay ra cho cô nắm. Sau khi cô nắm xong rồi á, thì thầy ở trong thất đó, thầy tự thiêu. Vì thầy biết cái nghiệp. Vị đó là một vị thầy, một vị thiền sư trong Phật giáo của chúng ta. Và vị thầy đó đã tự thiêu để giải cái oan nghiệp này. Vì đời trước thầy đã từng phụ tình cô. Nhưng mà bây giờ cô sẽ trả thù bằng cách là làm cho thầy động tâm, không tu được. Cho nên có lần đó, ở Việt Nam mình nó có một vị thầy. Thì thầy tu dưới quê, thầy học ở trên, xin lỗi, thầy học ở Sài Gòn á. Thì sau này thầy mới đi về quê á, mùa hè thì về quê chùa cũ của thầy. Thì bữa đó có một cô Phật tử cô tới chùa cô quỳ, cái cô thúc thích cô khóc sao đó. Thì thầy quét dọn chánh điện, thầy tới thầy hỏi thăm. Hỏi thăm thì hai bên hỏi thăm bình thường thôi, thì biết được cô này cổ buồn. Rồi thôi xong chuyện, khuyên lơn về thôi xong. Thầy trở về Sài Gòn thầy đi học, tự nhiên bữa nọ đang ngồi học chỉ có người vô báo nói thầy ơi, có bà con thầy tới kiếm. Cái ông thầy nói trời, tôi hồi nào giờ tôi đi học có bà con nào tới kiếm đâu. Nó không biết con cô đó cổ nói cổ bà con của thầy. Thảy ra thì đúng cái cô mà khóc ở trong chùa mình ở dưới quê bữa hôm á. Hỏi sao cô tiếm tới đây? Cổ nói giờ con không có chỗ ở, giờ con tìm thầy để thầy giúp. Con không biết đâu, giờ con lên tới đây rồi, thầy phải lo cho con. Ông thầy ông chớ giới rồi. Thôi bây giờ mà trong Phật học viện mình đâu có giữ cổ được, cho phải đưa cổ ra. Đưa cổ ra ngoài cái thầy giúp á, bằng cách là đi mướn nhà cho cổ, rồi dẫn cổ đi chợ mua nồi mua gì đó. Cái đi về cái mệt cái cổ nấu cơm cho ăn. Nấu cơm cho ăn rồi cũng rồi cái cổ cũng qua lại, thì cuối cùng cái sao thảy ra đời cưới cổ. Khi mà cưới cổ rồi sanh được một đứa con,
sanh đứa con bây giờ thầy tu từ nhỏ tới lớn mà đang học nữa, đâu có biết gì đâu, cuối cùng đi đạp xe đạp ôm nuôi vợ nuôi con. Ông thầy ông buồn lắm, tại vì có người đệ tử duy nhất mà giờ đệ tử mình ra đời thì thôi, thầy nói nghiệp con thì con chịu thôi, giờ thầy cũng hết cách thôi, thì con đi thì con cứ đi, nhưng mà con nhớ là cửa chùa lúc nào cũng mở rộng đón con về. Nhưng mà khi mà thấy ẩm đứa con vô chùa thăm sư ông rồi thì ông thầy ổng càng buồn hơn nữa. Ổng nói tưởng đâu nó single one by one thì mình còn có ngày lấy lại nó, chứ còn giờ nó nhơn ra nữa rồi thì coi bộ không xong rồi. Thì quý vị biết có một ngày nọ, thầy đi đạp xe đạp ôm đi làm, cô này ở nhà để lại đứa con và đi đâu mất tích, không ai tìm cô này ra được. Lúc này đi về kiếm khắp nơi kiếm không ra, thì cuối cùng ông thầy thấy đệ tử mình khổ quá, vừa lo đứa con vừa cực khổ đời sống, thì cuối cùng dẫn người kêu người đệ tử đó về, người sư phụ chấp nhận nuôi đứa con của đệ tử mình, rồi nuôi đứa đệ tử mình luôn, coi như cho cha con ở chùa nó làm lại cuộc đời. Thì cuối cùng ông phải ngâm bài thơ của Huy Cận: vai đây con hãy tựa đầu, cho thầy nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thì quý vị biết đó là một câu chuyện thật. Nhưng mà tại sao? Vì có thể đời trước thầy đã từng lường gạt cái tình cảm của người đó, hoặc là thầy chưa chọn, thầy quýt thầy quýt tình đấy. Cho nên cô này đời này cũng làm cho thầy phải xính dính một phen, rồi cuối cùng cũng mất tích. Phải không? Cho nên khi thầy hiểu được cái đó, thầy không có khổ, thầy không có trách, thầy không có cho cô đó là một cái người bội ơn bạc tình gì cả, mà thầy chấp nhận được mọi việc nó đến với thầy. Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, dù đời sống đời hay đời sống đạo, có những vị làm đạo rất dễ dàng, có những người làm đạo rất khó khăn, có những người tiếp độ chúng sanh dễ, có những người nói chuyện với chúng sanh rất khó. Như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả đều có cái ân oán với nhau. Thời Đức Phật á, có một bà nhà giàu lắm, mà cái bà này đặc biệt là chồng cúng chùa nhiều chừng nào thì bà lại keo chừng nấy. Đến nỗi ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngay cả Đức Phật bà không phục tùng ai, bà không cúng dường ai hết. Thậm chí mà ngày Mục Kiền Liên á, dùng thần thông á, hất cái nhà của bà lật ngược lại, nó quay vòng vòng muốn sập vậy. Cái bà sợ nhà sập, cái bà nói tôn giả ngừng tay, tôi xin cúng dường quy y Tam Bảo. Mà hễ cái nhà mà ngừng lại trở lại, bà nói thôi tôi đổi ý. Là cứ bao nhiêu lần như vậy mà cuối cùng quý vị biết không, một hôm nọ đi khất thực, bà đứng ở bên đường bà nhìn, bà khinh chê vậy mà đi. Khi bà nhìn tới ngài La Hầu La thì bà lại phát tâm cúng dường cho ngài La Hầu La. Thì cái chuyện này đến Đức Phật, Đức Phật nói đâu có gì lạ đâu, duyên thôi. Đời trước họ là thầy trò với nhau, cho nên đời này họ gặp nhau họ cảm mến dễ dàng. Cho nên đời này mình gặp một vị thầy mình cảm mến, mình học theo, mình đi theo, mình hành đạo, mình tiếp tục, đó là cái duyên thầy trò nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải bình thường. Nhưng mà nhớ duyên này duyên lành rồi thì chúng ta phải tưới tẩm cho duyên lành này tăng thượng. Cũng như chúng ta được cái trong cái nghiệp đời sống con người khổ, nhưng so với muôn ngàn người khổ, chúng ta ở đây chúng ta khá hơn nhiều ạ. Phải vậy không? Mình cũng khổ vậy, nhưng mà so cái khổ của mình và khổ những người ở quốc độ nghèo túng hơn, mình đỡ hơn, cho mình chưa đến nỗi. Thì phải quán tất cả mọi người xung quanh mình, và phải thấy rằng người nào đến đây làm khổ mình phải có duyên do hết. Để chi? Ngay đời này chúng ta giảm hận thù, giảm hận thù, giảm ganh ghét, mà để chúng ta chấp nhận, ôm ấp và lấy cái lòng từ bi, lấy cái tâm vị tha đó, mình chuyển hóa cái nghiệp lực giữa mình với họ. Vì lúc nào cũng phải nhớ thêm bạn bớt thù, thêm người thù không bao giờ có lợi. Thậm chí bây giờ, thậm chí mình tự cao chút đi, mình nói tôi là chán kiểu, dạy gì đi chọi với chán đá. Thậm chí mình nói tôi là một cái trứng mỏng đẹp, dạy gì đi luyện với cục gạch. Thí dụ mình có tự cao đến mức là mình cho mình là một chán kiểu đi,
thì tại sao mình lại đi chọi với chén đá? Cho nên lúc nào cũng thêm bạn bất thù. Đó là thứ nhất. Ngày ngày khi chúng ta nhập vào con đường tu sẽ gặp trở ngại, thì gặp trường hợp trở ngại thì chúng ta phải quán rằng cái đó gọi là báo oán. Tất cả những cái oán trách nó trở về đây, mình phải gặp cái đó. Cái chữ báo này là gì? Là quả báo, là cái kết tinh, cái kết quả đến đây nó làm khổ mình. Điều thứ hai, tùy duyên. Muốn tu dễ, muốn sống an vui phải có cái tâm tùy duyên. Mà mình tùy duyên là gì? Không phải chuyện gì cũng tùy, mà trước hết tạo duyên, tích duyên, kết duyên. Duyên là gì? Là điều kiện. Duyên là điều kiện. Mà chúng ta muốn điều kiện tốt, chúng ta phải tạo. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa sang Nhật, trước khi đi thầy trụ trì không hay. Sang tới đây rồi thầy trụ trì mới biết. Rồi thầy dò la sao thầy biết, thầy liên lạc được với Pháp Hòa. Vậy thì thầy tạo duyên. Rồi tâm Pháp Hòa cũng muốn kết duyên. Thầy là người tạo duyên, Pháp Hòa là người muốn kết duyên. Cho nên hôm nay chúng ta mới đủ duyên. Nếu thầy muốn tạo duyên mà Pháp Hòa cắt duyên, phải không? Thì hôm nay chúng ta vô duyên. Vậy thì thưa đại chúng, duyên là điều kiện. Mà đã tạo điều kiện rồi cũng sợ duyên nó bị lừng khừng nữa, đi sớm một chút. Tại vì ở Nhật là kẹt xe, rồi hôm nay lễ gì đó, cho nên Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ nếu Pháp Hòa đi với đoàn mà lỡ mà chương trình tới trễ, là mà sáng hôm nay là thời gian rất là ít, nếu mà tới trễ rồi là giảng xong là phải lật đật đi nữa thì khổ lắm, cực nữa, thôi thì xin phép đoàn Pháp Hòa đi sớm một chút, nhờ Phật tử chở lên sớm một chút, thà là mình đi sớm để mình sinh hoạt được gì đó, rồi mình không có bị gián đoạn cái duyên. Vì duyên nó đã ít rồi, cho nên đời này là làm sao để mình thương nhau được. Đây Pháp Hòa chỉ cái cách Pháp Hòa sống đó. Lúc nào Pháp Hòa cũng nghĩ á, duyên của mình ngắn lắm, cái duyên của mình ngắn lắm, cho nên thôi gặp được nhau nhiêu á, giảm cái ghét, để chi lỡ hết duyên gặp nhau nữa rồi không hối hận. Chứ bây giờ Pháp Hòa với đại chúng ngồi đây, ví dụ như có những cụ năm nay 80-90 ngồi đây, chắc gì mình gặp lại được vị đó. Thưa đại chúng, vừa rồi Pháp Hòa gặp một bà cụ với một ông cụ, tới nắm tay Pháp Hòa mà mừng, thiệt là mừng luôn. Xong nói gì nè, gặp thầy lần này đâu có biết gặp được không, tại vì năm nay 80 hết rồi. Thí dụ giờ năm tới, 2 năm nữa, 3 năm nữa thầy qua, biết tụi này sống nổi không mà chờ thầy, thấy không? Còn một ông cụ năm nay 90 mấy tuổi nói, trời ơi tôi chờ thầy 90 mấy năm rồi. Nghe đứt ruột vậy đó. Để cái tâm của mình nó nhẹ nhàng á, nếu đó là một duyên lành, chúng ta đừng nên từ chối. Duyên lành mà. Ví dụ như ta rủ mình đi chùa là một duyên lành, ta rủ mình làm thiện là duyên lành. Nhưng mà nếu mình từ chối cái duyên đó hoài thì duyên nó không tới nữa. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bạn mình rủ mình đi chùa, rủ 5 lần mình không đi, người ta rủ nữa không? Không. Nhưng mà ngược lại, nếu bạn rủ mình đi nhậu 5 lần mình không đi, ta rủ nữa không? Cũng không. Đó là do mình. Nếu mình thấy đó là duyên xấu, mình từ chối 5 lần 7 lượt, cuối cùng người ta sẽ cắt duyên với mình. Vì người ta biết rủ riết không đi thì mình ta muốn kết, mà mình muốn không thì không có kết được. Nhưng mà ngược lại, nếu điều lành mà mình cứ từ chối hoài, tự mình cắt điều đó thì người ta cũng sẽ không tìm tới mình nữa. Thế thôi. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn, cái nhập lý cho thấu đáo rồi thì việc gì nó đến chúng ta hiểu. Chúng ta không tự tiện dùng cái chữ tùy duyên. Chuyện gì thôi tùy duyên đi. Thí dụ thầy trì nói, thầy Pháp Hòa ơi, tôi mời thầy tới nói chuyện Phật tử, tùy duyên nha thầy. Không biết gì đâu mà sắp xếp. Không biết gì hết rồi sao sắp xếp. Dạ xin hứa tới ngày đó giờ đó. Thì mình đã đưa cái duyên rồi, thì bây giờ thầy ở đây phải sắp xếp cái duyên để mọi việc nó đủ duyên. Rồi Pháp Hòa cũng phải kết hợp, vì Pháp Hòa sợ trễ cho nên Pháp Hòa đi sớm một chút để mọi việc nó được luân lưu tốt đẹp.
Vì vậy cho nên sáng hôm nay chúng ta đủ duyên và duyên này được tốt. Còn ví dụ bây giờ đã thông báo rộng ra rồi mà tưởng sao tới đây có 10 người à, cái thì lúc đó phải tùy duyên, tạo duyên rồi mà giờ thông báo rộng rãi rồi mà 10 người tới thì phải tùy lúc đó, trường hợp đó mới tùy duyên á. Chứ không phải rồi mình tự nhiên mình nói chữ tùy duyên mà mình không hiểu lúc nào mới tùy duyên. Rồi Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đói bụng quá mà trong xe không có gì ăn hết ngoài một cái hộp bánh đó. Đó, mình đói bụng mình tìm cái này kia ăn gì không có. Đây, tùy duyên nè, ăn tạm gì đỡ đói, lát ăn chín. Trong cuộc sống chúng ta tùy duyên là vậy. Cho nên người mà người ta nhập được cái lý rồi đó, người ta sống nhẹ nhàng lắm, sống không có ràng buộc, không có gò bó, nhưng không có phóng túng ạ. Không có phóng túng. Sống tùy duyên mà không phóng túng. Bởi vì sao? Tùy duyên nhưng mà bất biến. Bất biến là gì? Không thay đổi. Đó, mình qua đây mặc dù mình có thể hội nhập được tất cả mọi cái truyền thống, thậm chí người Nhật người ta không ăn Tết ta, nhưng mà người Việt mình ăn Tết ta không? Vẫn ăn chứ. Được ăn sống ăn. Mà ở đây sướng nữa, ăn Noel, ăn Tết Tây, ăn luôn cả Tết ta, rồi cái giữa năm ăn Tết Đoan Ngọ đó, rồi cái gần cuối năm ăn Tết Trung Thu, một năm ăn mấy cái Tết không? Thành thử ra chúng ta ở đây chúng ta tùy duyên nhưng mà bất biến. Người ta tổ chức lễ đầu năm Tết Tây mình vẫn tùy duyên, nhưng cũng không quên cái Tết dân tộc của mình, đó là Tết ta. Chúng ta bất biến, chúng ta không rà, không ồn ào bên ngoài, nhưng ở trong nội viện của chúng ta, gia đình chúng ta vẫn có cây mai, cây đào, cho dù là đồ giả, thấy không? Vẫn có đòn bánh tét, vẫn có cái gì đó, không khí của ngày Tết. Được, cái thứ hai là phải không? Báo oán, tùy duyên. Rồi cái thứ ba là gì? Vô sở cầu. Vô sở cầu là gì? Không có nghĩa là mình không cầu gì. Mình cầu nhưng mà không có dính. Thưa đại chúng, cuộc đời này có hai thứ, một là ước, hai là nguyện. Thí dụ này, tôi ước trúng số, chứ không ai nguyện trúng số à nha, ước thôi. Tại sao ước? Được không được thì thôi. Cái ước là đơn giản lắm, tôi thích vậy, tôi ước vậy đó, nhưng mà không được thôi à, không có khổ. Nhưng mà tu là không có ước, tu là phải nguyện. Tại vì nguyện là nó đi từ ở trong lòng mình nó đi ra, và chính cái nguyện này nó làm cho mình thăng tiến. Thí dụ nói tôi nguyện ăn chay, nguyện cho nên mỗi tháng ăn 2 ngày. Nói tôi ước ăn chay, ước ăn chay cho nên giờ trên bàn tôi có dĩa thịt với dĩa đậu hũ, tôi ước thôi mà. Nhưng mà giờ có dĩa thịt thôi, để tôi ăn dĩa này trước. Thật ra cái ước là cái điều mong mỏi của mình, nhưng mà được không được thì thôi. Chứ vô sở cầu là gì? Mình cũng mong điều đó, nhưng mà được không được chúng ta tùy duyên. Tại hồi nãy mình tùy duyên rồi, mình tùy duyên rồi mà không được nữa thì thôi. Có một cô Phật tử hôm qua viết cho Hoàng một lá thơ dài 4 trang giấy, thì cô mới kể là cô tạo hết mọi duyên, sắp xếp rất là nhiều thứ, cuối cùng biết sao, tới ngày đi gặp Pháp Hòa bị bệnh. Thì cái thơ đó cô viết cho Hòa là cô kể những quá trình mong mỏi của cô, những quá trình cô sắp xếp, nhưng mà cuối cùng cảm bệnh không đi được. Đấy, cuối cùng cô kết luận câu con tùy duyên, vì con đã tạo hết các duyên rồi, phải không? Cho nên chữ tùy duyên, và chúng ta kế đến là chúng ta mong mỏi nhưng điều đó không được, không có khổ. Mình không gặp được thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà đã từng gặp thầy ở trong băng dĩa, trong những bài giảng. Và thưa đại chúng, ngày hôm nay mình gặp nhau để làm vui cho nhau, kết duyên với nhau ở cái hiện hữu này. Nhưng mà thật sự cái quan trọng nhất là quý vị tiếp nhận những gì Pháp Hòa chia sẻ trong cuộc sống của mình, giống như là chúng ta đã tiếp nhận Đức Phật. Chúng ta tiếp nhận Đức Phật là lời dạy của Ngài, chứ ai biết tướng Ngài ra làm sao đâu. Mà quý vị đi hết các chùa có không có Phật nào giống Phật nào đó. Phải không? Thành thử hình ảnh của Đức Phật là do chúng ta tưởng tượng ra chúng ta làm, chứ
chứ chúng ta không ai có hình thật của Đức Phật để làm cả. Nhưng mà cái mà đông nhất của chúng ta là gì? Lời Phật dạy. Cho nên á, Hòa thượng Làng Mai á, tức là Sông Thích Nhất Hạnh á, Ngài dặn đệ tử là khi Ngài mất á, các thầy không được làm mộ cho Hòa thượng, không được xây tháp làm mộ. Hòa thượng không cho. Và bây giờ rồi ví dụ như và Hòa thượng còn dặn, nếu ai đó mà thương thầy quá mình lỡ làm cho thầy cái tháp á, thì trước cái tháp đó phải để là trong đây không có gì. Trong đây không có gì. Mà người đó không chịu nghe lời nữa, phải không? Viết thêm cho họ một câu nữa, ngoài kia cũng không có gì. Trong cái tháp đó không có Hòa thượng Nhất Hạnh. Vì mình không phải, thầy không phải trong bị ràng buộc trong cái tháp đó. Đức Phật không ràng buộc trong một cái bức tượng. Mà đạo lý của Đức Phật đang ở trong tâm của tất cả chúng ta, dù ít, dù nhiều, dù sâu, dù cạn, dù tướng, dù sự, dù lý, dù sự gì, chúng ta nhận lời Đức Phật mỗi người một chút bằng mọi hình thức. Và chúng ta, mỗi người phát huy tự sống với cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật bằng cái đó. Chúng ta nuôi Đức Phật của chúng ta bằng giáo pháp hàng ngày của chúng ta. Cho nên hàng năm mà chúng ta làm lễ Phật đản, nhớ là cái đó chỉ là một ngày lễ để nhắc nhở mình phải làm sao cho một Đức Phật của chúng ta mỗi ngày được sinh ra, chứ không phải một năm cái ngày đó. Nhưng mà nếu không làm cái lễ đó chúng ta quên. Làm cái lễ đó để nhắc mình đừng quên việc đó. Cái thứ ba mà chúng ta học là gì? Là vô sở cầu. Thưa đại chúng, cuộc đời này cho dù mình cầu được cái gì đi nữa, cái đó nó phải thuộc của mình không? Không. Vô sở là gì? Không có thuộc quyền sở hữu của mình. Cho dù đó là nhà, cửa, danh vọng, địa vị, vợ, con, đủ thứ hết, không có phải của mình. Cho nên có thì chúng ta dụng, nhưng mà nhớ cái gì cũng không thuộc về mình mãi mãi. Quý vị lâu lâu nghe bài hát của ông Trịnh Công Sơn, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Mình là cát bụi mà, phải không? Rồi một ngày cái thân này thân cát bụi tạm thời mấy mươi năm, đủ keo, đủ sơn nữa, sơn phết lên để hoạt động mấy mươi năm vậy đó. Nhưng một ngày nào đó nằm xuống rồi thì bắt đầu đi ra trở về với cát bụi. Nhưng mà nhìn lại thì cát bụi này tuyệt vời. Cát bụi này làm được quá nhiều việc. Cát bụi tuyệt vời. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một ngày tóc trắng như vôi, láo úa trên cao rụng đầy. Trăm năm của mình đi vào con ngày, cho trăm năm vào hết một ngày. Quý vị nhìn cái cây quý vị thấy không? Đó, có những cái cây nó đâm chồi nảy lọc, sau nó chuyển dần 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 đến cái lúc mà nó rơi xuống. Nó rơi xuống nó thành ra phân bón. Nó đi về đâu? Rồi mình nhìn cây đó mình tưởng cây đó mình nói cây này chết rồi. Nó không có chết. Tại vì trời lạnh quá nó hiện cái tướng không lá. Rồi năm sau trời ấm nó hiện tướng có lá. Hiện tướng có lá màu xanh. Rồi trời bắt đầu lạnh dần, nó bắt đầu nó chuyển màu. Thành ra mình nhìn vô cái cây mình thấy xanh diệt diệt xanh. Cho chúng ta cũng thế. Không có cái gì mà nó nằm trong tay mình trọn vẹn. Mình nắm một cái, mình nắm một cái hàm, một cái nắm đậu vậy nè, thích lắm, muốn thật là nhiều, nhưng mà tay mình nắm được nhiêu thôi à. Không nắm hơn được. Bàn tay rộng thì nắm được khá chút, bàn tay nhỏ nắm ít chút, nhưng mà thủy chung không ai một bàn tay mình nắm được cả thúng đậu cả. Cho nên mình không có ôm ấp, mình không có ôm trọn được cái gì trong lòng bàn tay mình. Nếu có là gì? Là sự tự tại của thân tâm. Chư Hòa Thượng Trí Tịnh á, Ngài có một cách tu của Ngài. Ngài dạy nè: đời tôi á, không cầu mà không từ,
Không cầu là sao? Tôi không có cầu móng gì chứ, mà ai cúng gì tôi cũng từ chối. Thí dụ ngài không cầu là tôi mua 5 mẫu đất, tôi mua 10 mẫu đất, ngài không cầu. Nhưng mà nếu có ai đó nói dạ bạch hòa thượng, con xin cúng hòa thượng 10 mẫu đất cất chùa, nhận. Không cầu mà không từ. Rồi Pháp Hòa mới nói đùa với mấy em, nó nói bây giờ ha, cuộc đời này á, người ta sống bằng hai chữ đòi hỏi. Bữa nay mình tu phân nửa thôi, không đòi, ai hỏi ok. Ví dụ như tôi không đòi ăn, nhưng mà hỏi hỏi ăn không, dạ ăn. Nếu mà mình nói mình mà đòi hỏi, ta nói trời ơi tu mà còn đòi hỏi, có ăn mà còn đòi hỏi, thôi giờ mình không đòi, nhưng mà ai hỏi thì. Cho nhiều khi mỗi buổi sáng được đi hành hương chung với đại chúng, ai cũng thương. Nhiều khi buổi sáng trước mặt không nước không uống cũng đủ no rồi. Người cho ly sữa, người cho ly trà, người rót ly cà phê, người rót ly này kia. Nhìn mấy ly nước, thật sự ra Pháp Hòa cũng sẽ uống. Nhưng mình trong ly nước đó, mình nhận ra được tình thương của mọi người. Có nhiều khi ngồi đi, quý vị bước xuống xe đi vệ sinh, cái ghé vô cái tiệm, cái lên xe thế nào qua cũng có một chai nước. Tại sao? Vì đó là mình không có cầu, nhưng mà ta cúng. Cúng thì nhận. Thưa đại chúng, cái đó là vô sở cầu đó. Mình không cầu gì hết, nhưng mà có. Cái thứ hai là nếu mình có cầu điều gì thì nhớ là cái cầu đó cũng nó không phải là sở hữu của mình. Hồi xưa ngài Khổng Tử dập thời loạn, ngài cũng nhẹ nhàng. Rồi các ngài cũng khải đàn vậy đó. Thì người đệ tử mới hỏi sao mà thời buổi loạn lạc mà thầy vẫn còn tâm tư để khải đàn. Thì Khổng Tử mới nói ta làm được gì, phải không? Ta làm được gì khi mà đó là cái điều mà gọi là, theo như xưa thì ta nghĩ là đó là ý gọi là làm mệnh trời, mình không có cãi được. Thì chúng ta bây giờ cũng, chúng ta sống nè, chúng ta theo Phật giáo là nghiệp lực của mỗi người. Nói trời ơi sao cái người đó họ dài quá, cái người đó lợi dụng mà nó vẫn thương. Nếu mà nó khôn đâu tới phiên mình kêu nó dạy. Nếu mà nó tỉnh đâu có lúc phiên mình gặp nó nói nó mê. Nhưng mà mình thấy vậy mình nói mê, chứ người ta thấy người ta tỉnh. Và thậm chí ta còn tuyên bố một câu, tôi không điên, tôi không khùng gì hết đó. Đây là tình yêu của tôi. Thật ra dếu chứ nữa là ba cái phải không? Thứ nhất là báo oán, thứ hai là tùy duyên, thứ ba là vô sở cầu. Và cái thứ tư là gì? Xứng pháp. Pháp là gì? Là chân lý. Pháp là chân lý. Đây là giáo pháp, là chân lý. Thì khi mà chúng ta lấy cái chân lý mà chúng ta sống rồi á, thì cái pháp nào nó cũng tương, cái pháp chúng ta có nó tương ứng với các pháp khác. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trong nhà mình nó có ba hũ muối, đường, bột ngọt. Ai nhờ mình nấu món gì đi nữa đó thì cũng không ngoài muối, đường, bột ngọt. Canh chua, cà ri, món gì, muối, đường, bột ngọt là pháp mình có. Còn các pháp thế gian người ta nhờ á, mình có pháp mình ứng. Vậy thì trong chúng ta nếu có đạo lý, có chân lý rồi á, thì không pháp nào mình khổ hết. Tại vì pháp nào mình cũng có Phật pháp, mình ôm ấp, mình bao trùm. Cho quý vị nhớ cái bài mình tán Phật không? Quang trung hóa Phật vô số ức, trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Trong một cái hào quang mà hóa vô số Phật, rồi trong vô số Phật đó lại hóa ra vô số Bồ Tát. Ở đó muốn nói cái gì với chúng ta? Cái đạo lý trùng trùng duyên khởi, bất tư nghì, nói không hết. Đây, quý vị nhìn một ngôi chùa coi. Bây giờ nếu mà nhìn một tổng thể cái chánh điện này á, là mình sẽ thấy rằng rất nhiều những cái biến hóa từ các vị khác. Thí dụ như vậy thì đóng góp cúng tượng Phật, người thì đóng góp cúng cây đèn. Cho nên đây, ở trong cái chánh điện này mà quang trung hóa Phật vô số ức, cây đèn, cái ghế, cái hình, cái hào quang vân vân, bất khả tư nghi, trùng trùng ở trong đó. Thì chúng ta tu á,
chúng ta phải có một cái hạnh thứ tư là gì? Xứng pháp hạnh, nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có cái pháp để chúng ta ứng xứng với tất cả mọi sự việc. Mà cái này là gì? Là cái chân lý, là cái tâm thanh tịnh. Thí dụ như mình là đạo Phật, tự nhiên người thân mình mất, cái có một bạn, người bạn của mình đạo Chúa tới đứng ngay trước đó làm thánh giá, được không? Được hết, không sao hết á. Tại sao? Vì vị đó đến làm thánh giá bằng cái tâm lành của người ta. Người ta là có đức tin ở Chúa, và người ta đến thăm tiễn đưa mình, và người ta đem cái tâm lành của ta, ta cầu Chúa cho mình. Tại sao mình phải chống bán chuyện đó? Không có chuyện gì phải chống bán cả. Tại người ta đâu có làm ác, ta đâu có làm điều bất thiện. Ta gửi cái năng lượng lành của ta qua cái hình thức là ta làm dấu thánh giá. Nhưng mà ngược lại, nếu mình là người đạo Phật, mình đến một cái đám của người Chúa, Thiên Chúa, mình tới mình thăm viếng mình, xong mình chắp tay tiễn biệt người đó bằng cái hoa sen tâm của mình, được không? Được. Tại vì mình xứng pháp, chân lý nằm trong người mình. Việc đến, nếu như mà mình đến một cái đám tang đó, mà mình đứng mình nhảy disco này, không xứng pháp à. Rõ ràng không? Thí dụ bây giờ mình đi đám tang là mình phải mặc đồ sao cho nó tương ứng cái đám tang. Mặc đồ trắng, đồ đen, mặc đồ nghiêm túc. Không có ai đi vô cái đám tang mà mặc nguyên bộ đồ áo da gì, áo đầm màu đỏ hết á. Nó không xứng. Nó không xứng cái pháp đó. Nó không xứng với cái pháp đó. Cho nên thưa đại chúng, là người ta đến đám tang là tự động người ta nghiêm túc bằng tất cả tâm thành của người ta, bằng cái hình thức gì của người ta có được, người ta gửi cho mình cái pháp của người ta. Và cái quan trọng là chúng ta có chân lý, chúng ta tiếp nhận cái đó. Nếu như người ta làm cái pháp ngược lại á, người ta nói vậy chị không chịu tôi làm dấu phải không, tôi mở nhạc rock rồi nha, thì là không xứng pháp. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, việc gì người ta đến với mình cứ tiếp nhận như là cái pháp đó. Nhưng mà tại vì tất cả tâm thành ta có vậy đó. Có nhiều vị á, người ta đến nói chuyện với mình, người ta xây dựng mình, mà ta nói giống như là người ta ra lệnh cho mình vậy đó. Và đôi khi mình bực lắm, mình nói tại sao mà nói cái kiểu như ra lệnh vậy đó. Dù đôi khi cái người đó người ta không có cái ý đó, nhưng mà tại cái cách của người ta vậy đó, xưa giờ người ta quen như vậy rồi. Mình hãy nên tiếp nhận cái điều đó, không có nghĩa là mình ủng hộ người ta, nhưng mà mình thấu lý được ở bên trong là người ta không cố tình. Nhất là mình sinh hoạt ở trong chốn công cộng, thì thế nào những chúng sanh mà không được như ý mình nhiều lắm, xuất hiện đủ kiểu hết đó. Từ lời nói, từ cái cách hành xử vân vân. Và quý vị nhớ nè, người ta lâm vào cái trường hợp mà phải ở trong cái vị trí điều hành đó, đôi lúc cận cái sự việc mà người ta thấy nó ấy là người ta quýnh quán lên, người ta có thái độ, người ta có lời nói mà mình nghe không được, nghe thấy nó kỳ quá, nhưng mà chính họ cũng thấy điều đó. Sau khi xong rồi họ mới thấy, ồ tại sao bữa đó mình lại như vậy, tại sao bữa đó mình như thế kia. Người ta cũng thấy chứ, nhưng mà tại ở cái hoàn cảnh đó ta chưa có làm được. Cho nên ngài Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài đưa ra hai cái pháp tu. Một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Mà lý nhập nghĩa là chúng ta thấm thấu được đạo lý ha. Còn cái gọi là hạnh nhập nghĩa là khi chúng ta thấu lý rồi thì chúng ta phải đạt được cái hạnh của mình tu. Trong đó ngài đưa ra bốn cách. Một là báo oán hạnh, hai là gì? Tùy duyên hạnh. Ba là vô sở cầu. Bốn là xứng pháp. Vô sở cầu là mình đừng có nghĩ rằng á, mình đi đến đâu cũng gặp toàn là Bồ Tát Thánh Hiền. Nhiều khi phải có những chúng sanh kỳ cục vậy đó, để mình mới thử được mình coi là mình tới đâu rồi. Nếu mà người nào cũng dễ thương với mình hết. Phá Hòa ví dụ vậy nè. Mình nghĩ rằng á, mình lúc nào cũng được người ta khen, và hình như là mình được tiếng khen nhiều hơn. Cái đôi khi mình sống với cái tiếng khen đó, mình bền bồng với tiếng khen đó. Hôm nào mình bị người ta chê thử một cái coi. Không phải người ta chê thử mà người ta chê thiệt.
Rồi vô tình mình nghe được cái lời chê đó, tâm mình sao? Mình nghiệm lại, mình thấy rằng mình đã bị xính dính, mình đã bị lung lay trước lời chê đó không? Mình có bị buồn khổ với cái lời chê đó không? Tự mình biết, không cần báo ao hết đó. Nhưng mà mình tu á, là mình phải trở về để mình tùy duyên. Thuận thì mình sống thuận, nghịch thì mình sống nghịch. Quý vị ở đất nước Canada hay là nói chung là ở xứ lạnh, mà mùa đông mà biểu không lạnh là coi như mình không biết, không biết sống rồi đó. Người ta sẽ nói sao? Tôi thiệt không biết làm sao cho vừa lòng anh. Anh ở cái xứ lạnh mà anh cứ đòi nó nóng, phải không? Cho nên á, mình tùy duyên, nghĩa là lúc nào, mỗi cảnh, mỗi lúc chúng ta tùy thuận chúng ta sống. Nếu mình muốn sung sướng như ở nhà thì mình ở nhà, mà mình chấp nhận ra ngoài rồi thì có những lúc nó không như ý mình. Đi ra đường thì buộc lòng phải gặp gió, phải không? Gặp mưa, gặp nắng, gặp bão bùng. Thậm chí lái xe trên đường thì đâu phải lúc nào đường xe nó cũng trơn tru. Phải có những lúc nó gồ ghề, nó khó. Cho nên á, mình mà cứ tự ý mình sống theo cách mình thì cũng không sao, không ai nói gì mình đâu. Nhưng mà lâu ngày mình trở nên quê kệt là bởi vì mình không biết ứng thuận trong mỗi nơi, mỗi lúc mình sống. Cho nên cái giáo pháp thứ tư mà Ngài Lạt Ma dạy mình là xứng pháp là vậy đó. Xứng pháp là vậy. Cho nên đó, thưa đại chúng, cái bản văn mà Quy Sơn Cảnh Sách đó, đối với tăng sĩ Việt Nam và tăng sĩ Trung Hoa đó, cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách của Ngài Quy Sơn đó, giống như một quyển để trên đầu nằm của mình vậy đó. Mở ra bất cứ lúc nào cũng đều là những lời lẽ răn dạy. Nếu không chịu học hỏi thì trở thành ra người quê kệt, đi đâu cũng không có ứng hợp được với quốc độ. Cho nên mình hiểu được cái điều đó, mình tới đâu mình sống mà mình đi theo những cái nhịp nhàng đó mà làm cho người ta nể. Thưa đại chúng, tứ biện tài là gì? Biện tài là khả năng giỏi. Trong đó có một cái gọi là từ biện tài. Từ biện tài nghĩa là từ ngữ địa phương. Mình biết, mình tới đó, người ta nói vậy mình nghe, mình hiểu. Và thậm chí mình nói cái tiếng của mình, người ta nghe không hiểu, mà mình biết được tiếng người ta, mình nói cái tiếng địa phương của người ta. Cho nên những người mà người ta dẫn khách đi du lịch á, ta tới người ta làm quen và đồng thời người ta cũng làm vui và đồng thời rất thiết thực dạy cho cái người du khách đó một hai câu tiếng địa phương, chẳng hạn như chào nè, cảm ơn nè, đó. Đi taxi nè, qua Thái Lan kêu taxi là túc túc thí dụ vậy đó. Phó Hòa có một bà cụ bên Canada, bà qua bên Canada xong rồi bữa đó bà đi xe bus mà bà không biết tiếng Đi Lạc nói làm sao, mà bà biết có một câu là mình là người Việt Nam Mi. Bà lên bà vỗ vai ông xe bus đó, bà nói Việt Nam Mi Đi Lạc. Bà vỗ tay vậy đó, Việt Nam Mi Đi Lạc. Ông tài xế ông hiểu đó, ông chở bà ra tới cái phố tàu ở đường 97 á, dẫn bà xuống kiếm những người Việt lại hỏi bác sao vậy, tôi Đi Lạc, là đúng ý ông tài xế rồi. Thì ông tài xế mới sẵn sàng chở bà này về, hỏi nhà bác ở đâu. Nhà tôi gần nghĩa địa. Mà một cái thành phố nó biết bao nhiêu cái nghĩa địa, phải không? Thành thử ra ít nhất cũng còn được chữ Việt Nam Mi. Bà cụ thứ hai đi học thi quốc tịch, mà cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada đó, ông tên là John A. McDonald, mà McDonald là cái tiệm ăn bán hamburger bán McDonald á,
Thì bữa đó người con bà dẫn bà vô thi quốc tịch, thì ông cái ông đóng hỏi ngay câu đó luôn, hỏi thủ tướng đầu tiên của Canada là ai. Thì người con mới nhắc, nói má má, cái tiệm gì mà hàng, mấy đứa nhỏ nhà mình nó hay thích ăn á, ý ổng muốn nhắc cái tiệm McDonald's á, mà bà chỉ cần nói được câu McDonald's là bà đậu ngay thôi. Bà ngồi hồi bà nói hamburger. Vậy mà bà vẫn đậu. Tại vì cái ông kia ổng biết là bà này nói hamburger là bà có nghĩ tới McDonald's rồi đó. Cái người mà mình thâm lý là mình nhẹ sự. Chữ nhẹ đây không có làm coi thường, mà trường hợp này mình thâm lý là mình ứng dụng với các sự việc trong cuộc sống rất nhẹ nhàng, rất linh động, không gò bó. Quý vị để ý mà các thầy mà làm lễ với nhau đó, các thầy sẽ thể hiện điều đó. Thí dụ thầy chủ lễ ông đứng chắp tay ông tụng nè, mà cái anh thỉnh bỏ đánh trật á, thầy chủ lễ ông ra dấu liền nhịp. Nếu mà ông mỏ ông đứng bên này mà ông nhịp bên này, lấy gì ông mỏ đấy. Thầy ông thấy cái ông mỏ ông đứng bên này thì cái tay thầy phải nhịp bên này, mà nếu mà cái chuông bên này thì cái tay thầy phải nhịp bên này, phải không? Và thậm chí mà thầy muốn ra lệnh, thầy muốn ra dấu là tới chỗ này ngưng nghe, thầy cúi sâu xuống một chút. Thầy bữa nọ thầy mới dặn cái ông thỉnh chuông đấy, đạo hữu lên thỉnh chuông cứ thấy thầy xá đó là đạo hữu thỉnh tiếng. Thì thầy cúi thầy xá cái ông bon, lâu lâu cái thầy cúi ông bon, cái nãy thầy tụng cái thầy làm rớt tờ giấy. Thầy cúi xuống thầy lượm, thầy lượm mà thầy lượm bao nhiêu á là ổng dện bao nhiêu. Hai vợ chồng đó đi ăn tiệc, mà cái ông chồng có cái tật là ăn mà không bao giờ để ý. Bà vợ mới nói á, ông ngồi với tôi nghe không, hễ tôi đá chân ông cái là ông gắp miếng, tôi để ý ông nhai được được rồi tôi đá cái. Cái con gà đó nó chạy sao nó vướng vô cái chân bà. Bà lo bà gỡ, bà càng gỡ chân bà càng thúc ổng, ổng ăn như khùng ở trên này. Kể một vài câu chuyện vui về để chúng thấy là trong cuộc sống nhiều khi nó có những cái mình nói vậy nhưng mà mình không có biết ứng duyên mình sống đó, là cứ vậy mình làm à, phải không? Nhiều khi trong cuộc sống mình vậy đó. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn thưa mấy việc. Và quan trọng nhất là đại chúng nhớ là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sống đều có những khó khăn. Những khó khăn đó nó không bao giờ nó là cái cản trở mãi mãi để chúng ta không thể đi tới xa được nữa. Mà chúng ta biết uyển chuyển tùy duyên, nhẹ nhàng lòn lách thì chúng ta sẽ qua được cái ải đó thôi. Tại sao trên cái mỏ khắc hình con cá, cái mỏ để hình con cá? Bởi vì con cá nó ngủ nó cũng không có nhắm mắt, tượng trưng cho người sống lúc nào tâm cũng phải tỉnh giác. Và con cá nó ở dưới nước á, nó lòn lách vậy nè, nó rỉa những cái rong bám ở trong đá mà nó vẫn sống. Mình á nhẹ nhàng uyển chuyển như con cá vậy đó. Nếu nước nhiều nước cao nó tung tăng nó bơi lên tới mặt, nếu lỡ nước cạn xuống nó cũng tung tăng, nó ở với cái mức cạn của nó. Và vì nó mở mắt cho nên nó luôn nó sống ở trong nước, và nó biết những cái khe nó cũng lòn lách nó sống được. Mình đã từng sống kiểu đó. Những ngày mình mới đặt chân ở một quốc độ nào mới mẻ đối với mình đã từng như vậy. Ở đây nhiều khi mình không có sắm xe, mình đi xe điện, nhưng mà đi xe điện cho nên bước lên đó quá trời người ta, thì mình phải làm gì? Chen chúc với nhau. Miễn mình đứng ở trong chiếc ghe, chiếc tàu đó ngực cũng chở mình tới nơi thôi, phải vậy không? Cho nên mỗi lần mà đi vào trong cái chiếc xe điện mà đông người đó, tìm ra cho mình một pháp tu, tìm ra cho mình pháp tu. Chỉ cần mình nhích một chút thôi, mình có chỗ mà người khác cũng có chỗ.
Nếu mình là, nếu chiếc xe nó rộng rãi, mình đứng ngay ngang đầu, tự mắt mình nhìn thấy có người bước vô, lách qua chút cho người khác vô. Tại trước kia đã từng có người lách cho mình vô rồi, thì bây giờ tới phiên mình lách cho người khác vô. Chẳng phải quý vị qua đây rồi quý vị bảo lãnh người thân qua sao? Đó, mình qua được tới đây rồi mình lách một chút nữa để mình đem người thân mình qua. Pháp tu có mặt không? Cái đó gọi là xứng pháp. Tâm mình có cái pháp tu rồi, bất cứ chỗ nào mình cũng ứng pháp mình tu được hết. Mình đi tới cái chỗ mà người ta bỏ tiền, mình bỏ vô 2 đồng đậu xe, ra giờ còn, hoan hỷ lên, mong có ai tới đây đậu đỡ tốn tiền. Mà ít khi nào mà ngu quá, nãy bỏ chi nhiều quá vậy, giờ phí 2 đồng. Ít khi nào mình nghĩ có ai để vô đậu đỡ nha. Nhưng mà ngược lại, ai mà người ta đậu sẵn, mà người ta dư tiền đậu vô, nó trời ơi tu Phật độ, thấy không, để vô đậu khỏi trả tiền. Cho nên quý vị biết là khi mình có pháp trong tâm mình rồi, mình nhập được cái lý rồi đó, mình xứng pháp mình sống nhẹ nhàng lắm. Được không? Rồi thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, 4 hạnh của Tổ Đạt Ma nhớ không? Báo oán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh. Do gì mà chúng ta được 4 hạnh này? Do chúng ta nhập được cái gì? Nhập được cái lý. Nhập được cái lý sống rồi, chúng ta sống bằng các cái hạnh. Mà nhiều hạnh lắm, nhưng mà căn bản thì Ngài đưa ra 4 hạnh này để chúng ta ghi nhớ, làm cái nền, làm cái căn bản để chúng ta bước vào cuộc sống đời cũng như đạo.